chương 171, chật vật săn giết hoàn cảnh. Sáng sớm, cửu châu học phủ phía tây ước chừng 200 km chỗ, tô bạch lẳng lặng ngồi chung một chỗ cao mười mấy mét phía trên tảng đá, chung quanh tất cả đều là cao ngất đại thụ, mỗi một khỏa đều không thua kém 50 mét, rất hùng vĩ, loại tình hình này tại nhân khẩu chen chúc căn cứ thị lý diện nhưng không nhìn thấy. Hôm nay đã hắn là ra đến hoàn thành học phủ nhiệm vụ ngày thứ tư, hai nhiệm vụ đã đã xong thành một cái, săn giết liệt diễn mãn. Về phần thiết long thỏ nhiệm vụ, cũng sắp. Tiểu Hắc ghé vào dưới tảng đá lớn nhàm chán vì mũi ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên Tô Bạch, cái sau đối với nó mỉm cười, nhàm chán a. Ô. Tiểu Hắc khẽ kêu, to lớn đầu lâu nhẹ nhàng gõ gõ, không có chiến đấu thời gian để nó cảm thấy rất vô vị. Ta cũng nhàm chán. Tô Bạch cười cười, tinh hồng sa riêng găng nhìn hướng về phía trước ước chừng một 8 km bên ngoài. Nơi đó có một đầu cao chừng 10 m, dài hai khoảng 15, 16 m màu xám đen con thỏ, đúng là hắn mục tiêu của chuyến này, Thiết Long Thỏ hắn lại hướng chung quanh nhìn một chút bên tay phải một năm km ngoài có ba đầu liệt diễn mãn bên tay trái cũng kém không nhiều có vài đầu đại lực ngưu toàn là ma thú không hiếu động tay đại lực ngưu còn dễ nói một khi hắn cùng thiết long thỏ khai chiến bọn chúng tuyệt đối chạy trốn không dám tham dự vào nhưng liệt diễn mãn lại khác biệt loại này ma thú tính nết hung ác thực lực cũng cùng thiết long thỏ tiếp cận có khi còn sẽ chủ động bốc lên chiến đấu tô bạch cảm thấy mình một khi động thủ cái này ba đầu liệt diễn mãn tuyệt đối sẽ tới kiếm tiện nghi thở dài một tiếng, Tô Bạch nhìn về phía Tiểu Hắc, phi thường bất đắc dĩ, thế nhưng là không có cách nào, tại không xác định chung quanh an toàn tình huống dưới chúng ta không thể cùng Thiết Long Thỏ động thủ, không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng. 7. Tại đất chết khu săn giết ma thú cùng lôi đài một đối một quyết chiến không giống nhau, cần muốn cân nhắc nhân tố nhiều lắm, thường thường một cái rất không đáng chú ý sai lầm nhỏ liền sẽ trí mạng. Cho nên Tô Bạch nhất định phải bảo đảm chung quanh trăm phần trăm không có cái khác ma thú cùng ninja quấy rầy, hắn có thể đối thiết long thỏ động thủ chờ lấy cũng nhàm chán tô bạch tại cự thạch đứng người lên hai tay thành nhâm ấn phân ra 15 cái ảnh phân thân âm dương kết bung sinh dứt khoát tu luyện lên nhẫn thuật các vị thuấn thân thuật còn kém chút độ thuần thuật lại cố gắng một chút a à, tô bạch nhìn xem mình ảnh phân thân âm dương kết bung sinh nhóm nói ra bên trong một cái ảnh phân thân âm dương kết bung sinh dùng sa riêng găng quan sát một chút chung quanh nói ra bản thể ngươi có lầm hay không ngươi bây giờ tại đất chết khu a còn dám phân ra nhiều như vậy chắc ra tới tu luyện liền đúng vậy a à, Ngươi cái này quá làm chết rồi, ta xem chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian tán đi, chặt ra trở về ngươi bản thể, bảo trì trạng thái tốt nhất a. À. Hai cái này, ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, nói xong, cái khác ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, cũng là gật đầu đồng ý, cho rằng tô bạch làm như vậy quá mức mạo hiểm. Tu luyện lúc nào không thể tiến hành. Nhất định phải hiện tại. Tại ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, nhóm xem ra, tô bạch tại ma thú hoành hành đất chết khu làm như vậy không thua gì muốn chết. Tô bạch nghe xong lắc đầu không cần lo lắng, Sharingan có thể quan sát chung quanh hai cây số hết thảy động tĩnh, cho dù có đột phát tình huống ta cũng có thể tới kịp chạy trốn. Lại nói ta còn có dây cấp quốc tri trái cây, muốn là đụng phải nguy hiểm ta sẽ ăn khôi phục nhanh chóng chát ra. Với lại trời mới biết muốn chờ tới khi nào mới có thích hợp cơ hội động thủ, thời gian lâu như vậy cũng không thể lãng phí một cách vô ích. Dạng này a, à, vậy được rồi. Vừa rồi cái thứ nhất nói chuyện ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, gật đầu, mang theo cái khác ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, bắt đầu tu luyện thuấn thân thuật. Câu Bạch liếc một cái trong đầu bản, thuấn thân thuật, LV6, 5946, 6400. Ai, càng đi về phía sau điểm kinh nghiệm tăng càng chậm, cũng không biết level 7 thuấn thân thuật sẽ có thay đổi gì. Câu Bạch cảm thấy hiện tại thời gian của mình rất không đủ dùng, một bên muốn cùng ma thú chém giết tăng lên năng lực thực chiến, một bên lại phải tu luyện nhẫn thuật, hắn hận không thể một ngày xem như hai ngày qua. Thuấn thân thuật hắn đã hơn một tháng không có tu luyện, hắn sở dĩ tạm thời đem đem thả xuống là bởi vì hai điểm một là thuấn thân thuật trước mắt mà nói đã đủ, lại đề thăng nếu như không có đại cải biến được không bù mất, còn không bằng đem có hạn thời gian dùng tại cái khác nhẫn thuật bên trên. Hai là nhẫn thuật độ thuần thuộc càng cao, còn muốn có tiến triển liền càng chậm. Tỷ như Tô Bạch, hắn vừa mới tu luyện thuấn thân thuật lúc tiến triển thật nhanh, thường thường một ngày có thể tăng trưởng một hai trăm điểm kinh nghiệm. Nhưng từ khi thuấn thân thuật điểm kinh nghiệm đột phá năm trăm điểm về sau, hắn một ngày chỉ có thể có mười mấy điểm kinh nghiệm tiến triển. Trước đây sau trên lệch phi thường lớn, để hắn đã mất đi tu luyện thuấn thân thuật nhiệt độ, đem thời gian dùng tại cái khác nhẫn thuật bên trên. Bất quá về sau làm âm dương thuộc tính lên tới level 7 có chất cải biến sau. Tô Bạch vẫn muốn nhìn một chút level 7 thuấn thân thuật có thể hay không cũng có biến hóa. Nhưng thay vào đó vài ngày hắn một mực bề bộn nhiều việc, mà mở ra Manjekyo Sharingan đã không xa, hắn lại không nở cho địa phương khác thêm điểm, chỉ có thể dựa vào tu luyện tăng lên thuấn thân thuật điểm kinh nghiệm. Sưu sưu sưu. Ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, nhóm không ngừng biến mất, lại không ngừng xuất hiện, động tác phi thường nhẹ, không muốn gây nên nơi xa các ma thú chú ý. Tô Bạch nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm, hắn xếp bằng ở trên đá lớn yên lặng khôi phục ra, tinh hồng sa riêng găng thỉnh thoảng quan sát một chút chung quanh, xác định tình huống. Tô Bạch cứ như vậy ngay người ba giờ, trong lúc đó hắn cảnh phân thân âm dương kết buông sinh, biến mất lại được vời gọi ra, tới tới lui lui bốn năm lần. Mỗi làm ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, biến mất sau Tô Bạch liền sẽ cảm nhận được thân thể có to lớn cảm giác mệt mỏi còn có tinh thần lực cũng thế trong đầu vang ông ông đột nhiên lập tức trở về đại lượng tu luyện ký ức để đầu của hắn rất khó chịu thật không biết nguyên tắc trong kia mấy trăm phân thân cùng nhau trở về bản thể na là thế nào tiếp nhận cùng hiện thực trên lệch quá xa a à. tô bạch cảm thán còn tốt hắn hiện tại âm dương thuộc tính lên tới level 7, có chất cải biến có thể tại nửa giờ bên trong khôi phục chakra cùng thể lực tinh thần lực không phải hắn nhưng chống đỡ không nổi dạng này tu luyện cần biết tại lam tinh bên trên coi như sinh mệnh cấp độ đạt được tăng lên thượng nhẫn ninja gia cũng phân không ra 20 cái ảnh phân thân âm dương kết buôn sinh đồng thời tu luyện tô bạch có thế dạng này đã rất tốt cùng hắn cùng thời kỳ ninja gia nếu như vậy tu luyện sợ rằng sẽ tại chỗ qua đời lúc này ân có biến tô bạch đột nhiên phát hiện bên trái ba đầu liệt diễm mãn rời đi cách xa hắn xa riêng găng quan sát phạm vi cái này khiến hắn lập tức tinh thần tỉnh táo hắn thân thủ thoăn thoát từ cao mười mấy mét trên đá lớn nhảy xuống đối đang tu luyện ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, nhóm hô to, đừng tu luyện, đều tản mất đi, cơ hội tới. Tốt. Ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, nhóm lập tức gật đầu, phanh phanh vài tiếng toàn bộ biến mất, trong nháy mắt to lớn cảm giác mệt mỏi cùng đại lượng tu luyện ký ức tràn vào tô bạch bản thể bên trong, để thân thể của hắn có chút lắc lư một cái. Tô bạch gặp xa xa thiết long thỏ không hề rời đi, thở dài một hơi, nó nếu là di động địa phương vậy mình coi như đợi uổng công thời gian dài như vậy. Hiện tại hắn đã xâm nhập đất chết khu hơn 200 km, lại hướng phía trước lời nói liền muốn đến ma thú cấp cao địa bàn, cho nên tìm một cái thiết long thỏ rất gian nan, điều này cũng làm cho Tô Bạch không chỉ một lần nghĩ đến nào đó cô gái. Nếu là tình tuyết ở bên cạnh ta liền tốt, nàng Bi Ca Quang có thể duy nhất một lần quan sát mấy chục cây số, so với ta Sa riêng Găng dùng tốt nhiều. Tô Bạch thở dài, lập tức ngồi xuống khôi phục thể lực cùng chắc ra, hắn cũng không dám một mình mang hạ tình tuyết đi ra, bị hồ điệp tổ chức để mắt tới liền phiền toái. Vừa rồi ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, nhóm không có tu luyện bao lâu, Tô Bạch chỉ dùng 10 phút đồng hồ không đến liền điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lập tức đứng dậy hai tay thành nhâm ấn. Phanh 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 phanh. Bốn đám khói trắng xuất hiện, bốn cái cảnh phân thân âm dương kết buông sinh, kỳ quái nhìn hắn một cái, bản thể, ngươi chỉ cấp ta một thẻ chakra là có ý gì? Đúng a, à, một thẻ chakra ngay cả cái cường lực nhẫn thuật đều không dùng đến, để cho chúng ta như thế nào cùng ma thú chiến đấu. Tô Bạch cười cười, nhảy đến tiểu hắc trên lưng, các ngươi không cần chiến đấu, đông nam tây bắc 4 km bên ngoài một bên một cái, dùng sa riêng găng quan sát tình huống, một gặp nguy hiểm liền tự động giải trừ cho ta biết. Nguyên lai dạng này, minh bạch, ngươi buông tay đi chiến đấu đi, còn lại giao cho chúng ta. Một cái ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, đáp lại, mang theo còn thừa ba cái sưu su sưu su trong nháy mắt biến mất. Một thể cha ra mặc dù đối với chiến đấu không được tác dụng, nhưng sử dụng sa riêng găng sức quan sát cùng thuấn thân thuật vẫn là không có vấn đề, tô bạch tại đất chết khu không được khinh thường, sơ ý một chút liền có tử vong nguy cơ. Ai? Câu bạch cảm giác hiện tại mình muốn cùng ma thú đại chiến một trận rất biệt khuất. Hắn đứng tại tiểu hắc trên lưng, nhìn xem cảnh phân thân âm dương kết bung sinh, rời đi tầm mắt của mình, cúi đầu đối nó nhẹ giọng nói ra, nếu là mở Manjekyo găng ta còn cần thụ cái này điểu khí. Đến lúc đó coi như A cấp ma thú hang ổ lão tử cũng dám đi cho chúng nó sốc, Ngươi nói đúng không tiểu hắc? Tiểu hắc! Manjekyo găng là cái quỷ gì? Chủ nhân có phải điên rồi hay không? Vậy mà nghĩ đến tác đại tử. Vén A cấp ma thú hang ổ. Đây không phải tại liệt thiên hổ miệng bên trong nhổ răng A, vẫn là nhổ xong lại cho hai cái to mồm cái chủng loại kia. Tiểu Hắc có chút choáng váng, tô bạch thấy nó dạng này nhẹ nhàng vỗ vỗ phần lưng của nó, đi thôi, cái kia ba đầu liệt diễm mãn đã rời đi, chúng ta nên đi tìm con thỏ kia phiền toái. Trống. Những nhịn thật lâu Tiểu Hắc nhận được mệnh lệnh hét lớn một tiếng hai cái tráng kiện móng trước cao cao nâng lên hung hăng chụp về phía mặt đất sư một tiếng chở đi tô bạch lấy cùng bạo tư thái phóng tới một tám km bên ngoài thiết long thỏ chương 172, săn giết thời khắc. Cửu Châu học phủ phương Tây 200 km chỗ một cái đầm nước bên cạnh, một cái cao chừng 10 m, dài ước chừng 25 26 m màu xám đen con thỏ đột nhiên nhìn hướng một cái hướng khác. Nó là C cấp ma thú thiết long thỏ, có được 1800 thẻ tra, am hiểu sử dụng thổ độn nhẫn thuật, tại cấp thấp ma thú trong khu vực xem như lão đại, rất khó dây vào. Trống. Ầm ầm. Nơi xa truyền đến một tiếng khí thế 10 phần trống to, thiết long thỏ lập tức khẩn trương lên đến, hai cái hồng ngọc to lớn con ngươi nhìn chầm chầm ngay phía trước, trong lòng cảnh giác tới cực điểm, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là cái khác ma thú cấp cao? Được rồi, mặc kệ là cái gì, chuồn đi chuồn đi. Thiết Long Thỏ trí thông minh rất cao, nó mặc dù không biết đến là vật gì, nhưng nó sinh tính cẩn thận, quyết định chạy trốn. Ngay tại nó vừa định quay người chạy trốn lúc, a, à, đó là một đầu đê tiện hắc lân mã cùng một cái nhân loại yếu đuối. Thảo, hù chết thỏ, còn tưởng rằng là cái nào đầu ma thú cấp cao đâu thiết long thỏ trong nháy mắt nổi giận lúc nào đê tiện hắc lân mã cùng nhân loại yếu đuối cũng dám khiêu khích mình thiết long thỏ rất sinh khí hai cái to lớn con ngươi hiện ra bảo thạch kureni trong lỗ mũi phun hút lấy khí thô quyết định giết chết hai cái này thứ không biết chết sống trống cơ hồ trong chớp mắt tiểu hắc liền chở đi tô bạch đi vào thiết long thỏ cách đó không xa tô bạch từ tiểu hắc trên lưng nhảy xuống mở ra trên tay đồng hồ quay phim công năng ngẩng đầu nhìn nó nói ra tiểu hắc ngươi ngay ở chỗ này đừng nhúng tay học phủ nhiệm vụ yêu cầu là học sinh một mình săn giết ma thú thông linh thú trợ trận cũng coi như ngoại lực trống tiểu hắc gầm nhẹ một tiếng bất đắc dĩ gật đầu cảm thấy ở một bên quan sát rất vô vị nó giống như tô bạch đều hết sức háo chiến tô bạch bình tĩnh đi đến thiết long thỏ 20 mươi mét chỗ ngẩng đầu nhìn con này ma thú to lớn tới đi con thỏ để ta nhìn ngươi mạnh bao nhiêu thiết long thỏ giờ phút này có chút choáng váng nó không hiểu rõ cái này một người một thú dũng khí từ đâu tới dám khiêu khích mình nó giết nhân loại mặc dù không nhiều nhưng mỗi một cái đều so trước mắt cái này tiểu bất điểm mạnh hơn, tên nhân loại này chẳng lẽ là điên rồi. Thấy không rõ thực lực của hai bên chênh lệch. Thiết Long Thỏ không nghĩ ra, bất quá nó không có xoắn suýt quá lâu, lập tức đối Tô Bạch bạo trùng mà đến. Tô Bạch nhìn xem dựa vào mang lực Thiết Long Thỏ nhẹ nhàng lắc đầu, lại là như thế này, quả nhiên cấp thấp ma thú đều là ngu xuẩn. Rầm rầm rầm. Đại địa đang chấn động, Thiết Long Thỏ cái kia khổng lồ thể trọng tăng thêm cùng bạo công kích tư thái khí thế rất kinh người, cơ hồ trong nháy mắt liền vọt tới Tô Bạch trước mặt, mắt thấy là phải đụng vào hắn. Thúng thân thuật. Sư. Tô Bạch đột nhiên biến mất, để thiết long thỏ vô hụt. Theo sát lấy thiết long thỏ đột nhiên cảm giác được sau lưng có đại lượng chakra ba động, vội vàng quay đầu. Nhưng mà đã chậm, nó bị Tô Bạch nhẫn thuật trúng đích. Hỏa động âm dương ca tân, hào hỏa diệt khước âm dương cô ca xích Một đạo trăm mét rộng hỏa diễm biển đem thiết long thỏ thân thể cao lớn bao phủ, cái kia hòa tan sắc thép đều dễ như trở bàn tay kinh khủng nhiệt độ đem bề ngoài của hắn đốt lên, lộ ra bên trong thịt mềm tt thiết long thỏ bị đau chợt nhảy ra biển lửa cùng tô bạch kéo dài khoảng cách tô bạch nhìn xem chỉ là bị thương nhẹ thiết long thỏ lắc đầu mặc dù ta một tận lực tăng lớn hào hỏa diệt khước âm dương goka messi phạm vi nhưng chakra lại là thật tiêu hao tăng lên tại nhiệt độ phía trên nhìn như vậy đến thiết long thỏ phòng ngự cũng rất mạnh ta tiêu hao 20 thẻ chakra b cấp nhẫn thuật vậy mà chỉ có thể phá vỡ nó ra tô bạch quan sát một cái thiết long thỏ trạng thái nó cũng không có bị thương nặng không có biện pháp chỉ có thể dùng Chidori Nagashi. Câu bạch tay phải rút ra trên lưng trường kiếm, tay trái bá 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 kết ấn, lập tức trường kiếm trong tay che kín lôi quang, đồng thời phát ra phản phất một ngàn loại chim hót tiếng ồn ào. Chidori Blay. Tư tư. Chidori Blay là Chidori Nagashi một loại cách dùng, đem lôi thuộc tính chakra rót vào binh khí bên trong, tăng lên rất nhiều binh khí trình độ sắc bén, chém sắc như chém bùn, người trúng thân thể sẽ tê liệt đánh mất năng lực phản kích. Tô Bạch cảm thấy trực tiếp dùng Thiên Điểu Âm Dương Chi Ri, công kích Thiết Long Thỏ yếu hại cũng không thể giết chết nó. Thiết Long Thỏ ánh sáng da lông liền có nửa mét dày, phòng ngự mạnh yếu không nói trước, riêng này độ dày liền không có thể làm cho mình công kích đến nó chân chính yếu hại. Cô Bạch bình tĩnh nhìn xa xa Thiết Long Thỏ, trong lòng suy tư, gia hỏa này duy nhất có thể làm cho ta công kích đến chỗ trí mạng chỉ có đầu, nhưng trong này tuyệt đối là toàn thân nó cứng rắn nhất địa phương, ta có thể hay không phá vỡ phòng ngự của nó còn hai chuyện với lại thiết long thỏ đối với phần đầu bảo hộ khẳng định phải mạnh hơn địa phương khác. Vẫn là dùng thuấn thân thuật cùng Chidori Bladey từng chút từng chút mài chết nó. Tô Bạch quyết định chú ý, cũng không định sử dụng Sharingan huyễn thuật. Cùng liệt diễn mãn chiến đấu để hắn phát hiện, mình muốn dùng huyễn thuật khống chế C cấp ma thú nhất định phải bảo trì nhãn lực không gián đoạn chuyển vận, trong thời gian này hắn không dùng đến cái khác nhẫn thuật. Mà bây giờ hắn đã không thể lại dùng ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, coi như dùng Sharingan găng huyễn thuật khống chế thiết long thỏ cũng không ai có thể thay hắn bổ đao dù sao mình bây giờ chỉ là phổ thông ba câu ngọc Sharingan, cũng không phải là manjekyo Sharingan, găng thuật là Sharingan găng thông dụng năng lực có thế có cái này tạo nghệ đã rất tốt liền quyết định như vậy tô bạch ánh mắt biến đổi thân thể trong nháy mắt biến mất thiết long thỏ lập tức cảnh giác nó có thế mơ hồ nhìn thấy tô bạch cái bóng nhưng lại theo không kịp tốc độ của hắn thật sự là tô bạch quá nhanh bá 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 Tô Bạch phản phất hóa thân lôi quang, trên sân chỉ có thể nhìn thấy mấy đạo màu xanh trắng lôi quang cùng một cái không ngừng thống khổ gào thét thiết long thỏ. TT. Thiết long thỏ trên thân thể bắt đầu hiện vết thương, mặc dù mỗi đạo vết thương đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lâu dài xuống dưới nó khẳng định sẽ nhịn không được. Cái này khiến thiết long thỏ lo lắng, phẫn nộ, đồng thời trong lòng sinh ra một trận khiếp đảm. Tên nhân loại này tốc độ quá nhanh, nhanh đến nó vô luận là dùng thân thể vẫn là những thuật đều đánh không trúng đối phương. TT Thiết Long Thỏ thống cổ gào thét, Tô Bạch cái bóng mơ hồ, thỉnh thoảng hiện hình, tại trên người nó lưu lại từng đạo một mét sâu vết thương, để Thiết Long Thỏ bên ngoài thân máu tươi như chú, nhuộm đỏ toàn thân. Tô Bạch công kích như vậy một mực kéo dài 10 phút đồng hồ, hắn cường độ cao thuấn thân di động tiêu hao đại lượng chakra, hắn hiện tại chakra chỉ có bình thường một nửa. Nhanh, Thiết Long Thỏ sắp không chịu đựng nổi nữa. Tô Bạch nhìn xem hành động càng ngày càng chậm Thiết Long Thỏ, con mắt tỏa sáng, tốc độ lần nữa nhanh hai điểm. Chương 173 nhiệm vụ hoàn thành, trở về học phủ. Bá bá bá. Tê tê. Thiết Long thỏ thống khổ gào thét, động tác càng ngày càng chậm. Tô Bạch thì là tốc độ nhanh hơn, trong tay hắn chi Blade tại Thiết Long thỏ cái kia thân thể khổng lồ bên trên lưu lại từng đạo vết thương. Hắn cùng Thiết Long thỏ đã chiến đấu 15 phút, cao cường như vậy độ chiến đấu để Tô Bạch tiến bộ rất lớn, được ích lợi không nhỏ. Đồng thời cũng nhận thức được mình trước mắt khuyết điểm. Tô Bạch xuất hiện lần nữa tại Thiết Long thỏ trước mắt, Chidori Blay hung hăng đâm vào trong ánh mắt của nó, để vốn là bản thân bị trọng thương, hành động chậm rãi đáng thương con thỏ lại lần nữa trọng thương. TT. Thiếp Long thỏ hoảng sợ gào thét, to lớn móng vuốt hung hăng chụp về phía trước mắt Tô Bạch. Sư. Tô Bạch đạp trên đầu của nó lần nữa biến mất, cái này khiến Thiếp Long thỏ tuyệt vọng. Mười mấy phút, mình thế mà công kích không đến cái này cha ra lượng nhân loại yếu đuối một lần. Không thể đánh, muốn chạy trốn lấy mạng. Thiếp Long thỏ lập tức hướng về một phương hướng vọt mạnh, Tô Bạch thấy thế cười ha ha, hắn chờ ngay tại lúc này. Cái này con thỏ rốt cục lộ ra sơ hở, chiến đấu nên kết thúc. Tô Bạch đem trong tay Chidori Blade cắm trên mặt đất, hai tay phi tốc kết ấn, trong chớp mắt liền xong thành một cái nhẫn thuật. Một bên lúc đầu muốn đuổi theo thiết long thỏ tiểu hắc nhìn thấy Tô Bạch hai tay đập, tự hồ có động tác gì, lập tức ngừng xuống tới. Tô Bạch hai tay đập trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn phía trước chậm ung dung chạy trốn thiết long thỏ, trên mặt nở nụ cười, tạm biệt, đại con thỏ. Cáo biệt một tiếng, trong tay hắn đại lượng chakra quán thâu tiếng lòng đất, nơi xa trọng thương ngã gục, chính đang điên cùng chạy trốn thiết long thỏ hai bên lập tức xuất hiện hai tòa nhỏ thổ sơn. Thổ động, sơn thổ chi thuật. Ầm ầm. Thiết long thỏ bị nhỏ thổ sơn kẹp chặt, không thể động đậy. Nếu như nó không phải liều lĩnh bỏ mạng chạy trốn, cho Tô Bạch cơ hội, như vậy Tô Bạch cũng không có khả năng dễ dàng như vậy dùng sơn thổ chi thuật khống chế lại nó. TT. Thiết long thỏ kịch liệt giãy dụa, lung lay hai tòa nhỏ thổ sơn. Nhưng mà nó vốn là trọng thương ngã gục, một thân khí lực mười không còn một, căn bản không tránh thoát được Tô Bạch thổ độn nhẫn thuật. Tô Bạch thấy thế có chút thở ra một hơi, đem toàn thân còn sót lại ba mươi mấy thẻ cha ra cơ hồ toàn bộ tiêu hao. Phong độn âm dương phu tung, phong thiết chi thuật. Sư. Tô Bạch trong miệng thốt ra một cái đường kính chừng 5 mét cao tốc xoay tròn không khí bàn, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía thiết long thỏ vết thương trên cổ chỗ. Nơi đó có Tô Bạch trước đó phá vỡ da lông, hiện ra thịt mềm. Xì xì. Oanh. Sắc bén không khí bàn xuyên qua Thiết Long Thỏ cổ biến mất ở phương xa. Mà Thiết Long Thỏ cái kia to lớn đầu thì là từ chỗ cổ tách trời, tầm vang rơi xuống đất. Thiết Long Thỏ thi thể không đầu chợt vùng vẫy một hồi, sau đó liền không nhúc nhích. Xe cấp ma thú Thiết Long Thỏ, chết. Trống. Tiểu Hắc lập tức tiến đến Thiết Long Thỏ trước mặt, hai cái con mắt thật to hiếu kỳ quan sát một cái, cuối cùng đối nơi xa ngụm lớn thở dốc Tô Bạch gật gật đầu. Tô Bạch có chút chậm thở ra một hơi về sau lập tức tiến lên đem thiết long thỏ thi thể thu vào trữ vật quyển trục bên trong, cưỡi tiểu hắc biến mất. Sau 10 phút, U Thành căn cứ thành phố bên ngoài đất chết khu nào đó trong sơn động. Tô Bạch cầm trong tay một cây thô to nhánh cây, phía trên mặt một khối nói ít có 50 cân thiết long thỏ thịt, cát ở trên đống lửa nướng, tiểu hắc an tĩnh nằm sấp ở bên cạnh hắn. Bên ngoài động khẩu đứng tại một cái ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, Tô Bạch, cái kia tinh hồng sa riêng găng quan sát đến tình huống chung quanh, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trong động thịt nướng Tô Bạch, trong lòng thầm mắng bản thể thật mẹ nó chó, mình tại bên trong ăn thịt nướng để lão tử ở bên ngoài trong chừng. Đây là người có thể làm ra sự tình. Ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, rất khó chịu, hắn cảm thấy tô bạch căn bản không coi hắn là người nhìn. Bất quá hắn mặc dù khó chịu, nhưng cũng không có đá hậu không làm, hắn biết tô bạch muốn khôi phục nhanh chóng cha ra, cần ăn. Sau một lát, trong sơn động, tô bạch ngụm lớn nuốt ăn trong tay thịt nướng, vừa ăn vừa cảm thán vẫn là nóng đồ vật ăn ngon a à. Hắn đã ăn bốn ngày thịt khô, mau ăn nôn, Hiện tại nhiệm vụ cũng xong thành công, hắn dự định khôi phục cha tra cùng thể lực liền trở về học phủ giao nhiệm vụ. Xuất sinh nhập tử bận rộn thời gian dài như vậy liền kiếm lời 11 cái học phần. Thật sự là quá chậm. Tô Bạch thở dài, nghĩ đến những cái kia cho hắn hiến cho hơn 200 học phần đám lão sinh. Lúc này hắn cảm thấy những học sinh cũ kia thật sự là quá tốt, quá lấy giúp người làm niềm vui. Tô Bạch ăn xong trong tay cuối cùng một ngụm thịt nướng, trạng thái cũng khôi phục cũng không xê xích gì nhiều, có thể trở về học phủ. Tại nguy cơ tứ phía đất chết khu hắn cũng không dám kéo lấy mệt mỏi thân thể khắp nơi loạn đi dạo. Vất vả. Cô Bạch đi đến cửa hang, vỗ vỗ ảnh phân thân âm dương kết buông sinh, bả vai. Ảnh phân thân âm dương kết buông sinh phủi hắn một chút, một câu không nói phanh một tiếng biến mất. Cô Bạch lúng túng sờ lên cái cằm, chào hỏi bên trên tiểu hắc lập tức trở về học phủ. Trên đường. Hắn cười tại tiểu hắc trên lưng một mực nghĩ lại mình cùng thiết long thỏ chiến đấu. Thông qua mấy ngày nay chiến đấu đến xem, thuấn thân thuật đã hoàn toàn đủ, C cấp ma thú căn bản theo không kịp tốc độ của mình. Hiện tại chính mình là thiếu thiếu một loại có thể một kích mất mạng ma thú nhẫn thuật, không phải chỉ bằng cho mượn thuấn thân thuật ưu thế săn giết ma thú quá khó khăn. Chidori Eso là cái lựa chọn tốt, đủ dài cũng đủ sắc bén, đủ để đâm xuyên ma thú cái kia thân thể khổng lồ. Chỉ chẳng qua trước mắt, thiên điểu âm dương Chidori đẳng cấp còn chưa đủ, diễn không sinh ra loại này hình thái, còn cần lại tu luyện. Tô Bạch meo một chút trong đầu bảng, thuấn thân thuật, LV6, 6023, 6400 quyết định, lần này trở về trước tiên đem thuấn thân thuật tu luyện tới level 7, sau đó lại tu luyện thiên điểu âm dương chi các loại cái này hai môn nhẫn thuật đều đạt tới ta trình độ hài lòng làm tiếp học phủ nhiệm vụ, làm gốc tri trái cây tăng thêm tốc độ mở ra Manjekyo Sharingan. Chỉ có bản thân thực tế cùng ma thú chân chính chiến đấu một trận, Tô Bạch mới có thể phát phát hiện mình đến tột cùng chỗ nào không đủ. Quyết định chủ ý, hắn thúc giục Tiểu Hắc một tiếng, Tiểu Hắc lập tức gia tốc, chỉ chốc lát liền về tới học phủ. Tiểu Hắc, chính ngươi về thông linh thú khu vực đi, lần sau đi ra ngoài ta lại đi tìm ngươi. Tô Bạch từ tiểu hắc trên lưng nhảy xuống, để lại một câu nói sau hướng về nhiệm vụ đại sảnh đi đến. Rất nhanh hắn liền đi tới trong đại sảnh chuyên môn giao nhiệm vụ địa phương, cầm trên tay đồng hồ giao cho một vị thượng nhẫn ninh gia lão sư, chính là Lý Anh. Hôm nay nàng phụ trách tọa trấn nhiệm vụ đại sảnh, kiểm nghiệm học sinh nhiệm vụ hoàn thành tình huống. Thiết Long Thỏ Ông trời của ta, Tô Bạch ngươi có thể a, à, lúc này mới mấy ngày ngươi có thể săn giết thứ này. Lý Anh nhìn thoáng qua video, kinh ngạc nói. Nàng mặc dù biết Tô Bạch thực lực rất mạnh, ngay cả đại học năm bốn lăng đăng đều đánh bại, nhưng này không có nghĩa là hắn cùng ma thú lúc tác chiến cũng so lăng đăng lợi hại. Học phủ sở dĩ hạn định xác nhận nhiệm vụ cho ra lượng, cũng là bởi vì cấp thấp ma thú phương thức tác chiến quá ngu, một khi cha tra vượt qua hạn định săn giết bắt đầu liền sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Nhưng trái lại, nếu như học sinh cha ra lượng không đủ, cái kia căn bản săn giết không được ma thú. Dù sao ma thú cùng phòng ngự nhu nhược ninja khác biệt, bọn chúng da dày thịt béo, cần đại uy lực nhẫn thuật mới có thể oanh sát mà Tô Bạch, hắn mặc dù cùng người lúc chiến đấu mạnh đến mức không còn gì để nói, nhưng Lý Anh trước đó tuyệt đối sẽ không cho là hắn có có thế tại đất chết khu săn giết thiết long thỏ thực lực. Lý Anh xem hết toàn bộ săn giết video, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Bạch, đập đi dưới miệng. Chật chật, người cái này là sinh sinh dùng thuấn thân thuộc mài chết thiết long thỏ A. Có một bộ, rất lợi hại. Lý Anh đối với mình trước mắt cái này dáng người thẳng tắp thiếu niên giơ ngón tay cái lên, nàng cái kia sợ hãi tháng phục thanh âm dẫn tới không thiếu đang tại xác nhận nhiệm vụ học sinh, toàn đều trên mặt khiếp sợ nhìn về phía Tô Bạch. Trong đó có không thiếu đều là còn làm không được một mình săn giết Thiết Long Thỏ học trưởng. Tân sinh. Thiết Long Thỏ. Săn giết. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Cái kia điểm đáng thương cha ra lượng đủ. Chương 174, Hạ Yên. Nghe người chung quanh một chút bối rối, Tô Bạch miễn cười, đem chứa liệt diễm mãn cùng Thiết Long Thỏ thi thể trữ vật quyển trục cho Lý Anh, quay người đi làm nhiệm vụ đại sảnh. Đây cũng là học phủ cho tài nguyên thứ nhất, Liệt diễm mãn ở trên thị trường ước chừng giá trị một viên dê cấp cốt tri trái cây, mà tại học trong phủ lại có thể bán đến 5 cái học phần. Ba cái học phần có thể trao đổi một viên dê cấp cốt tri trái cây. Ở chỗ này liệt diễm mãn giá trị cơ hồ tăng lên gấp đôi, có thể thấy được cửu châu học phủ đối học sinh bồi dưỡng cường độ lớn bao nhiêu. 11 cái học phần, không sai biệt lắm bốn cái dê cấp cốt tri trái cây. Câu bạch vừa đi vừa suy tư, theo lý thuyết chẳng qua là bốn ngày thời gian mà thôi mình liền thu hoạch nhiều như vậy, hẳn là hài lòng mới đúng. Chỉ bất quá có lúc trước học phủ cho nhập học ban thưởng cùng đánh bại đám lão sinh kiếm lấy cái kia hơn 200 học phần so với. Cái này khiến Tô Bạch trong lòng sinh ra thay đổi thất thường trên lệch cảm giác, đột nhiên cảm thấy trong tay cái này 11 cái học phần không thơm. Khi hắn sắp đi đến khu sinh hoạt lúc, trên đường mấy cái lão sinh nói chuyện phím nội dung đem hắn hấp dẫn, lập tức dừng bước. Tô Bạch chỉ gặp bốn cái năm thứ ba đại học lão sinh vội vã đi ra khu biệt thự, vừa đi vừa nói. Đi nhanh một chút đi, đi trễ liền chướng mắt đi ca quan ở giữa quyết đấu. Chật chật, Ca Quang cùng Ca Quang chiến đấu a, à, ta còn chưa từng có nhìn qua. Ta à cũng vậy, ta nghe nói Hạ Yên tộc nhân bên trong chỉ có nàng bên ngoài đến trường, những người khác đều là trong gia tộc bộ bồi dưỡng, rất ít gặp có cái thứ hai Ca Quang đâu. Cái này còn cần nghe nói a, à, dùng đầu ngón chân muốn nghĩ cũng biết những này đại tộc căn bản khinh thường tại dựa vào học phủ a, à, trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên mặc dù không có chúng ta học phủ nhiều, nhưng không chịu nổi người ta người thiếu a, à, phân đến mỗi người trên đầu đồ vật khẳng định so chúng ta nhiều nhiều lắm. Nói đúng ta đoán chừng hạ tình tuyết gia tộc cũng kém không nhiều ta đến học phủ ba năm cũng không thấy có dương thành tới đi ca quan học sinh chỉ có nàng mau mau đừng nói nữa đi nhanh lên đi hạ yên đi ca quan nhất tộc đi ca quan ở giữa quyết đấu tô bạch nghe có chút không đúng lập tức ngăn cản mấy cái kia lão sinh tô tô bạch ngươi muốn làm gì bọn hắn gặp tô bạch đâm đầu đi tới lập tức khẩn trương mấy cái này đúng lúc là trước đó muốn lừa gạt học phần không thành bị hắn đánh một trận lão sinh Tô Bạch đi tới gần, hỏi, các ngươi vừa rồi tại nói đi ca quan quyết đấu. Hô! Nghe được Tô Bạch chỉ là tra hỏi, mấy cái lão sinh thở dài một hơi, lập tức giải thích cho hắn. Hạ Tình Tuyết cùng Hạ Yên học tỷ ước chiến, hai người bọn họ đều là bi ca quan huyết kế ninja, gia, hấp dẫn không ít người trước đi quan chiến đâu. Hạ Yên là ai? Tô Bạch hỏi. Một người mặc áo sơ mi đen lão sinh nói ra, Hạ Yên học tỷ là bài danh bản vị thứ ba siêu cấp thiên tài, cũng là đại học năm bốn lão sinh, thực lực phi thường khủng bố, có được 790 thẻ chakra lượng. Bài danh bản 10 vị trí đầu siêu cấp thiên tài Tô Bạch cũng đã được nghe nói, cái này 10 cái sinh viên năm bốn cả ngày không nhìn thấy người, bọn hắn cùng những học sinh khác không giống nhau, học phủ đối bọn hắn quản rất rộng rãi. Có quan hệ tư liệu của bọn hắn rất ít, tại trong mắt người khác lộ ra rất thần bí. Tên này lão sinh nói xong, lại cho Tô Bạch giới thiệu một chút hạ yên thực lực, hắn nghe xong lập tức ngồi không yên, đi đến ước chiến tu luyện tràng. Bi ca quan, có được 790 thẻ chakra, trở thành ninja 4 năm dạng này thực lực đối thủ tình tuyết làm sao lại cùng nàng ước chiến. Với lại hai cái đều là bi ca quan nhất tộc, còn đều họ hà. Tô Bạch cảm thấy sự tình tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài ước chiến đơn giản như vậy, trong này khẳng định có cái gì yêu thiêu thân, dưới chân bộ pháp không khỏi lại thêm nhanh thêm mấy phần. Khi hắn đi vào cửu châu học phủ tu luyện tràn lúc, cơ hồ tất cả học sinh đều đến. Không chỉ có như thế, nhìn trên đài ngoại trừ lưu thuần cùng cổ mặt mấy vị thượng nhẫn ninh gia lão sư, liền ngay cả luôn luôn rất thiếu lộ diện đặng dung phó viện trưởng cũng tại cái này khiến tô bạch kinh ngạc không nghĩ tới ngay cả hắn đều kinh động hắn lập tức đi đến thường nhị văn viện viện dương liễu ba bên người thân trầm giọng hỏi đây là có chuyện gì tô bạch ngươi trở về quá tốt rồi ngươi trở về liền tốt lần này tình tuyết được cứu rồi thường nhị cùng văn viện viện nhãn tình sáng lên hưng phấn nói xong sắc mặt tái nhật dương liễu cũng gạt ra một cái tiếu dung tô bạch ánh mắt nhìn về phía tu luyện tràng bên trên xa lạ bi ca quan nữ hài gật gật đầu cái kia liền là hạ yên tình tuyết làm sao lại cùng nàng ước chiến đúng nàng liền là hạ yên thường nhị thở phì phò nói ngươi rời đi học phủ ngày thứ hai nữ nhân này liền xuất hiện nàng tựa như cái người điên khắp nơi nhằm vào tình tuyết khó xử nàng quá phận không ngừng đâu văn viện viện nói tiếp nữ nhân này ra tay còn đặc biệt hung ác dương liễu hôm trước không nhịn được muốn vì tình tuyết ra mặt kết quả lại bị nàng một chiêu đánh gãy năm sáu cây xương sườn thương tổn tới nội tạng hôm nay vừa mới có thế xuống giường đâu văn viện viện nói xong Tô Bạch đem ánh mắt nhìn về phía một mặt tái nhợt, trên trán treo đổ mồ hôi dương liễu, cái sau đối với hắn miễn cưỡng cười một tiếng. Không sai, nữ nhân này rất mạnh. Dương liễu nói ra. Tô Bạch gật gật đầu, dùng chưởng tiên thuật trị cho hắn, đồng thời tiếp tục nghe ba người tự thuật chuyện đã xảy ra, chỉ chốc lát hắn liền đại khái giải. Nói như vậy, là tình tuyết gia tộc mâu thuẫn bị Hạ Yên đưa đến học phủ bên trong. Đến cùng là mâu thuẫn gì các ngươi có biết không? Không biết. Thường nhị lắc đầu, bất đắc dĩ nói, tình tuyết chỉ là một mực đang nói nàng nhóm mạch này thua thiệt hạ yên nhất mạch kia, nhưng cụ thể là thua thiệt cái gì nàng chỉ miệng không đề cập tới, chỉ nói là hạ thúc thúc có nghiêm lệnh, không cho phép gia tộc tất cả người biết chuyện đối ngoại nhất lên. Cho nên, ta hiểu được, xem so tài A, tô bạch gật đầu, ánh mắt nhìn về phía tu luyện tràng bên trên cái kia điềm tĩnh bi ca quan nữ hài. Hiện tại hạ tình tuyết cùng hạ yên ước chiến đã thành, ai đều không ngăn cản được, hắn coi như muốn giúp đỡ cũng phải chờ tới ước chiến kết thúc. Tu luyện tràng, hai cái đi ca quan nữ hài đứng đối mặt nhau trong đó một mặt điềm tĩnh, khẽ cắn môi tự nhiên là hạ tình tuyết, mà một cái khác đồng dạng là thuần trong mắt màu trắng bên trong không mang theo một tia tạp chất, một mặt lạnh lùng thiếu nữ chính là hạ yên. Hạ yên dáng người cao gầy, ước chừng 1 mét bảy tả hữu, nàng mặc dù mặc một thân cùng đại đa số người đều quen thuộc mặt màu đen trang phục chiến đấu, nàng cái kia ngạo nhân dáng người lại là không che giấu được. Nàng cái kia có lồi có lõm hình dạng, nhất là chỗ ngực vậy đối cự vật càng là lệnh ở đây tất cả nam học sinh thèm nhỏ dãi. Bất quá mặc dù lúc này rất nhiều nam sinh ái mộ ánh mắt đều tại Hạ Yên trên thân, tự hồ muốn nói nàng mới là nhân vật chính của hôm nay, hẳn là bị người chú ý. Nhưng là giờ phút này Hạ Yên lại không thèm để ý chút nào những này, nàng đã bị lửa giận bao vây, lạnh lùng nhìn xem Hạ Tình Tuyết, trong lòng gầm thét. Vì cái gì, vì cái gì lúc trước hy sinh không phải các nàng nhất mạch kia? Chẳng lẽ chính là vì cái kia phiêu miểu hư vô nghe đồn, liền vì cái kia căn bản đạt được bất kỳ chứng minh truyền thuyết liền hy sinh chúng ta mạch này nhiều người như vậy? kết quả đến cuối cùng lại là không có cái gì đạt được. Ha ha, cái này còn đúng là mỉa mai đâu. Hạ Yên lửa giận trong lòng đại thịnh, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chầm chầm hạ tình tuyết, bình phục một hồi lâu tâm tình về sau, rốt cục đem phẫn nộ trong lòng tạm thời đè xuống. Tình tuyết muội muội ngươi ra tay đi, để ta xem các ngươi mạch này tìm lực đến cùng có hay không lúc trước dự đoán mạnh như vậy. Chương 175, báo thù cho ngươi. Hạ Yên tỷ tỷ. Hạ tình tuyết khẽ cắn môi, ta, ta không phải là đối thủ của ngươi. Hạ Yên bình tĩnh nói ra, ta đương nhiên biết ngươi không phải là đối thủ của ta, ta chỉ là muốn thi đo một cái thực lực của ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhiều nhất để ngươi nằm trên giường mấy ngày, sẽ không hạ sát thủ, dù sao. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra châm chọc biểu lộ, dù sao ngươi thế nhưng là chúng ta bi ca quan nhất tộc tiểu công chủ đâu, ha ha. Hạ Yên tỷ tỷ, không phải, phụ thân ta nói qua. Hạ Tình Tuyết vội vàng giải thích, nhưng mà Hạ Yên lại một mặt lạnh lùng đánh gãy nàng. Chớ nói nhảm, động thủ đi hạ yên quát lạnh nàng cái bộ dáng này để nhìn trên đài lưu thuần mặc lộ vẻ không hiểu bảy lưu thuần nhìn về phía bên người đặng dung hỏi phó viện trưởng dương thành hạ gia cùng u thành hạ gia ở giữa mâu thuẫn sâu như vậy a à, vậy mà có thể làm cho cho tới nay ôn hòa đối xử mọi người hạ yên biến thành cái dạng này hắn là hạ yên tại bí cảnh bên trong dẫn đội thượng nhẫn ninh gia cũng coi như lão sư của nàng hắn dẫn đội 3 năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy hạ yên cái này một mặt đặng dung nghe xong lắc đầu thở dài một tiếng ai ngươi đừng hỏi nữa những chuyện này là bi ca quan nhất tộc bê bối, bị hai nhà tộc trưởng ném hạ nghiêm lệnh không cho phép đề cập. Đều do lúc trước lấy được món đồ kia a Món đồ kia? Thứ gì? Lưu Thuần Hiếu Kỳ, nhưng Đặng Dung Phó Viện Trưởng không nói hắn cũng không thể hỏi, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía tu luyện tràng. Tu luyện tràng nhìn trên đài, ánh mắt của mọi người cẩn thận nhìn chầm chầm trên sân cái kia hai cái bi ca quan nữ hài. Người quan chiến ai cũng biết bi ca quan năng lực, đó cũng không phải bí mật, nhất là đồng dạng thân là nhãn thuật huyết kế ninja Tô Bạch, hắn càng rõ ràng hơn bika Quang đặc tính. Hắn biết bika Quang có được 360 độ thị giác, đồng thời có thấy rõ kinh mạch, huyệt đạo, nhân thể chakra lưu động tình huống, cùng nhìn thấu sự vật mắt nhìn xuyên tường, có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa nhìn xa mắt cùng sức quan sát rất mạnh nhìn rõ mắt. Nhất là sức quan sát, bika Quang lợi dụng chakra làm con mắt năng lực bội số hóa, con mắt nhưng nhìn đến phương viên mấy chục cây số trong vòng sự vật, nó sức quan sát tuyển vượt qua mình Sa Rin găng đồng thời bi Ca quan có thể sử dụng đặc hữu những thể thuật những này những thể thuật liền ngay cả hắn đều phục chế không được tô bạch trước đó đối hạ tình tuyết hồi thiên âm dương hakeso kaiten rất trông mà thèm muốn nếm thử phục chế nhưng không thành công lam tin bên trên sa riêng tuy nói tác dụng phụ lớn nhưng năng lực cũng đã nhận được cường hóa nhất là phục chế năng lực tô bạch ngay cả những thuật huyết kế đều có thể phục chế bất quá hắn lại phục chế không được nhãn thuật huyết kế tỉ như hạ tình tuyết bi Ca lúc ấy tô bạch phục chế hồi thiên âm dương cai -so kaiten lúc đã hoàn mỹ đem hồi thiên âm dương cai -so kaiten chakra lưu động lộ tuyến phục chế mắt thấy là phải thành công lúc hắn lại không dùng được nguyên nhân liền là hắn chỉ có thể thông qua tay miệng những này bộ vị đến phóng thích chakra mà hạ tình tuyết lại có thể mượn nhờ bika quan huyết kế từ trong cơ thể chakra huyệt đạo thả ra đại lượng nhu quyền chakra giống như như con quay làm ra chu vi hình tròn xoay tròn vận động có thể bắn ngược tất cả công kích đây chính là toàn bộ hồi thiên âm dương cai -so kaiten nguyên lý cũng là Tô Bạch rõ ràng đã phục chế nhưng lại không dùng được nguyên nhân. Tô Bạch nghe trên lôi đài hai nữ hài ở giữa không thoải mái nói chuyện phím, tâm tình hơi trầm xuống, yên lặng nghĩ đến. Hy vọng cái này Hạ Yên không cần làm ra chọc giận ta sự tình, nếu không coi như ngươi là tình tuyết tộc nhân ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn biết rõ Hạ tình tuyết căn bản không phải là đối thủ của Hạ Yên, nàng mới trở thành ninja mấy tháng mà thôi, mà Hạ Yên đã là đặc biệt thượng nhẫn ninja. Tô Bạch không biết các nàng hai nhà ở giữa có mâu thuẫn gì, cũng không muốn biết, hắn chỉ biết là cái này một mực đang yên lặng trợ giúp mình bi ca quan nữ hài là bạn gái của hắn. Trên lôi đài, Hạ Tình Tuyết bị buộc lấy bày ra vào quyền thức mở đầu, chăm chú nhìn Hạ Yên, trong lòng rất khẩn trương. Người đường tỷ này nàng từ nhỏ đã tại phụ thân bên miệng nghe qua vô số lần. Nàng không chỉ có thiên phú, còn có nghị lực kinh người, sao Hạ Du còn muốn bị phụ thân xem trọng. Mà Hạ Tình Tuyết tự biết thiên phú của mình còn không bằng Hạ Du, liền lại càng không cần phải nói Hạ Yên, nàng chưa từng có cho là mình sẽ vượt qua nàng một ngày hạ yên nhìn xem chậm chạp không chịu động thủ hạ tình tuyết đôi mi thanh tú cao lại tình tuyết muội muội mau động thủ đi nếu như chờ ta động thủ ngươi liền không có cơ hội tốt tốt a à, hạ tình tuyết do dự một chút hướng về hạ yên phóng đi nhưng mà trong nội tâm nàng vốn là đối hạ yên có thua thiệt tốc độ tự nhiên chậm hai điểm cái này khiến hạ yên trong lòng cười nhạo một trưởng đem chầm chập hạ tình tuyết đánh ngã xuống đất qua hạ tình tuyết phun ra một nguồn máu tươi phần bụng đau đớn để nàng đổi sắc mặt kinh mạch của nàng bị hạ yên đánh gãy Bắt đầu. Hạ Yên quát lạnh, ngươi liền chút bản lãnh này a, à, tiếp tục công kích ta. Hạ Tình Tuyết từ dưới đất chậm rãi bò lên, lần nữa hướng về nàng phóng đi. Hạ Yên nhẹ nhõm hiện lên hạ Tình Tuyết công kích, xinh đẹp mang trên mặt cười lạnh, ngươi dạng này người tầm thường làm sao phối để cho chúng ta bảo hộ, cho ta nghiêm túc điểm. Phanh. Nàng lần nữa một chiêu nhu quyền đem Hạ Tình Tuyết đánh ngã, bất quá lực công kích của nàng đường không lớn, còn chưa đủ lấy để Hạ Tình Tuyết mất đi năng lực phản kháng. Mà đối thủ chỉ cần còn có năng lực chiến đấu như vậy thì không thể kết thúc ước chiến đây là học phủ quy định không thể nhận thua nhất định phải toàn lực chiến đấu hạ tình tuyết lần lượt từ dưới đất bò dậy lại một lần lần ngã xuống hạ yên rõ ràng chính là muốn nhục nhã nàng mỗi lần đều là kẹp lấy lực công kích nói cái này khiến thường nhị mấy người phẫn nộ đáng giận ta muốn giết cái này hạ yên thường nhị phẫn nộ hô to nhưng lại không làm nên chuyện gì văn viện viện lạnh băng nghiêm mặt cái này hạ yên quá phận dương liễu cũng phẫn nộ mọi người từ khi trường học tốt nghiệp vẫn là đồng đội, tình cảm phi thường sâu, hạ tình tuyết dạng này bị khi phụ hắn cũng nhịn không được. Bất quá hắn biết mình không có thay hạ tình tuyết lấy lại công đạo thực lực, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tô Bạch. Nhưng mà hắn vừa mới quay đầu nhìn thấy Tô Bạch, lập tức kinh ngạc. Tô Bạch ngươi không sao chứ? Dương Liễu chỉ gặp Tô Bạch ánh mắt bên trong sát ý không che giấu chút nào, trên mặt che kính mù mịt, toàn thân tản ra băng lãnh khí tức, để hắn chấn kinh. Cái này, đây là sát khí. Tô Bạch tuổi còn trẻ liền có được những cường giả kia nhóm đặc hữu sát khí. Dương Liễu từng tại phụ thân hắn Dương Long trên thân cảm thụ qua đồng dạng khí tức, cho nên trong nháy mắt liền nhận ra. Ta không sao. Cô Bạch thanh âm khô khốc, lửa giận trong lòng bên trong đốt, hạ yên thủ đoạn để hắn giận tới cực điểm. Cái này một mực thay mình xa riêng găng lo lắng nữ hài không nên bị dạng này khi nhục. Nửa giờ. Hạ tình tuyết rồng rã bị hạ yên làm nhục nửa giờ. Làm hạ tình tuyết toàn thân kinh mạch đều bị hạ yên đánh gãy rốt cuộc bò không dậy nổi lúc đến, tranh tài cuối cùng kết thúc. Tô Bạch trong nháy mắt vọt tới trên lôi đài, đem nữ hài ôm lấy trở lại khán đài, giao cho thường nhị cùng văn viện viện hai nữ. Khoan, khoan đã. Hạ tình tuyết xinh đẹp mang trên mặt thống khổ, toàn thân động một cái cũng không thể động, gặp Tô Bạch dự định đi lôi đài vội vàng gọi hắn lại. Ngươi, ngươi muốn đi làm cái gì? Báo thù cho ngươi. Tô Bạch bình tĩnh nói ra, theo sau xoay người rời đi. Chương 176, Hạ Yên thực lực. Không, không được, Hạ tình tuyết ráng chống đỡ lấy thống khổ muốn bò lên, nhưng lại không làm không được, ngươi không thể ra tay với Hạ Yên, hai nhà chúng ta ở giữa ân oán ngươi căn bản không biết, ta. Ta xác thực không biết, với lại ta cũng không muốn biết. Tô Bạch bước chân dừng lại, cũng không quay đầu lại đánh gãy lời của cô gái. Theo sát lấy hắn nắm đấm siết chặt, quát khẽ nói, ta chỉ cần biết rằng nữ nhân của ta bị người khi dễ như vậy đủ rồi. Nói xong, hắn thuấn thân thuộc lập tức phát động, trong nháy mắt biến mất tại hạ tình tuyết trước mắt. Nữ hài sững sờ nhìn xem xuất hiện ở trên lôi đài Tô Bạch, trong lòng một mực đang hồi tưởng hắn câu nói sau cùng kia. Nữ nhân của hắn. Hắn. Hướng ta thổ lộ. Ngô. Nữ hài miệng bên trong phát ra một đạo hồn nhiên âm thanh, quên đi đau đớn trên thân thể, khuôn mặt đốt lợi hại, để nàng suýt nửa ngất. Sư. Tô Bạch trong nháy mắt xuất hiện trên lôi đài. Để nguyên bản định rời đi Hạ Yên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía người tới. A, à, tình tuyết muội muội tiểu bạn trai A, à, ngươi muốn thay nàng lấy lại danh dự không ngươi hiểu lầm tô bạch bình tĩnh nói theo sát lấy tinh hồng sa riêng găng trong nháy mắt xuất hiện băng lãnh nhìn xem nàng ta chỉ là muốn đem ngươi đối tình tuyết làm hết thảy trả lại cho ngươi mà thôi trả lại cho ta hạ yên sững sờ sau đó cười ha ha ngươi ở đâu ra dũng khí nói loại lời này chỉ bằng ngươi đánh bại lăng đăng lăng đăng cùng tô bạch chiến đấu hạ yên cũng nhìn biết thực lực của hắn rất mạnh nhập học có thế làm đến bước này xác thực lợi hại nhưng đó là lăng đăng đối với Hạ Yên tới nói liền là một cái không chút nào thu hút phổ thông thiên tài, thân là nhãn thuật huyết kế ninja, nàng cho tới bây giờ một đêm lăng đăng để vào mắt. Nếu như Tô Bạch lại trưởng thành mấy năm nàng có lẽ sẽ kiên kỵ, không có đánh bại hắn nắm chắc. Nhưng bây giờ Tô Bạch nàng còn chướng mắt. Hạ Yên xùy cười một tiếng, Tô Bạch, ngươi cho rằng ta sẽ cùng những bạn học khác kiên kỵ ngươi thuấn thân thuật A. Bọn hắn theo không kịp tốc độ của ngươi là bởi vì con mắt thấy không rõ ngươi di động quỷ tích, có thể để ngươi không tốn sức chút nào đánh bại bọn hắn. Nhưng ngươi đừng quên, ta cũng là nhãn thuật huyết kế ninja, luận sức quan sát ta Bika quan càng tại ngươi cái kia không thể khống xa riêng găng phía trên. Nếu như ngươi muốn dựa vào thuấn thân thuật đánh bại ta. Vậy đơn giản liền là thiên phương dạ đàm, đối địch với ta ngươi không có phần thắng chút nào. Không có phần thắng chút nào a à, Tô Bạch bình tĩnh nói, đưa ra ước chiến đi, một hồi ta sẽ đem câu nói này còn nguyên trả lại cho ngươi. Hắn biết, mình cũng không có hướng hạ yên ước chiến tư cách, chỉ có thể bị động tiếp nhận nàng ước chiến. Đây là bài danh trên bảng 10 hạng đầu học sinh đặc quyền thứ nhất cũng là thân phận tượng trưng. Bài danh bản 10 vị trí đầu học sinh không chỉ có có được đặc quyền, còn có được những học sinh khác hâm mộ tài nguyên. Bọn hắn chỉ phải gìn giữ không xong bản, mỗi ngày cái gì đều không cần làm liền có thể thu được ba cái học phần. Ba cái học phần, cái kia chính là một viên dê cấp cốt tri trái cây A, cái này khiến những học sinh khác đỏ mắt. Tốt! Vừa vặn ta chưa từng có cùng Sa Rin Găng chiến đấu qua, liền nhìn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Hạ Yên lập tức đáp ứng, đôi mắt đẹp nhìn về phía nhìn trên đài đặng dung cái sau khẽ gật đầu tô bạch cùng hạ yên ước chiến thành lập có thể giao đấu nói xong đặng dung trong mắt lóe lên một vòng phát giác chờ mong đây chính là hai đại nhãn thuật ở giữa đỏ sức hắn muốn nhìn một chút đến tụt cùng ai mạnh ai yếu lúc này không ngừng đặng dung một người nghĩ như vậy những học sinh khác cùng lão sư cũng là như thế nhất là đám lão sinh toàn đều hưng phấn bọn hắn đã thật lâu chưa từng gặp qua hạ yên xuất thủ quy các ngươi nói tô bạch tại hà yên học tỷ trong tay có thế chống bao lâu chống bao lâu cái này khó mà nói tô bạch thuấn thân thuật rất nhanh rất khó giải quyết Các ngươi không có nghe hà yên học tỷ nói a à, nàng bi ca quan mạnh hơn sa riêng găng tô bạch thuấn thân thuật căn bản không có hiệu quả đúng a à, bi ca quan vốn là am hiểu quan sát ta nhìn tô bạch nhiều nhất chống đỡ một phút đồng hồ tốc độ của hắn lại nhanh chạp ra lượng kém cái kia có nhiều cái rắm dùng hà yên học tỷ cũng không phải tân thủ tiểu bạch nàng ý thức chiến đấu thế nhưng là rất mạnh một phút đồng hồ khoa trương a đừng quên tô bạch còn có huyễn thuật đâu làm không tốt hạ yên học tỷ cũng muốn trúng chiêu huyễn thuật đây đúng là phiền phức bất quá ta tin tưởng lấy hạ yên học tỷ ý thức chiến đấu sẽ không dễ dàng bị huyễn thuật khống chế nếu như tô bạch huyễn thuật cùng thuấn thân thuật đều vô dụng lời nói như vậy hắn liền không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi dứt bỏ hai cái này hắn liền là cái học sinh bình thường liền là sẽ nhẫn thuật nhiều một điểm mà thôi nhẫn thuật có nhiều cái gì dùng không có khổng lồ chakra chèo chống hắn có thể sử dụng mấy cái hãy chờ xem, Hạ Yên học tỷ tất thắng. Mặc dù lão sinh bên trong có số ít lý trí người đối Tô Bạch cũng xem trọng, nhưng bất đắc dĩ Hạ Yên trường kỳ tích lũy nhân khí cùng uy vọng quá cao, đại đa số lão sinh đều cho rằng Tô Bạch tất bại. Không chỉ đám bọn hắn, những học sinh mới mặc dù ngoài miệng hô hào cho Tô Bạch ủng hộ, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ cũng không chắc, cũng cảm thấy Tô Bạch khả năng không phải là đối thủ của Hạ Yên. Lăng Y Y mặc dù một lòng muốn siêu việt đối Tô Bạch, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật đối tô bạch thực lực rất chịu phục nàng nghe bên tai những học sinh cũ kia không che giấu chút nào khinh thường cười một tiếng những này ngu xuẩn bọn hắn căn bản vốn không biết tô bạch huyễn thuật mạnh bao nhiêu nàng cười nhạo tô bạch thế nhưng là tại huyễn thuật bên trên đánh bại nam nhân của mình nàng cảm thấy chỉ cần để tô bạch nắm lấy cơ hội như vậy hạ yên mạnh hơn cũng phải bị khống chế nhưng mà nàng vừa dứt lời một bên hạ tình tuyết nhỏ giọng nói lăng y y không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy tô bạch thị giác huyễn thuật chỉ sợ đối hạ yên tỷ không dùng ân ngươi nói cái gì lăng y y quay đầu hỏi hạ tình tuyết thở dài một tiếng chúng ta Vi ca quan có thể dùng nhắm mắt đến lẫn tránh thị giác huyễn thuật nhắm mắt tránh né thị giác huyễn thuật ta minh bạch nhưng dạng này hạ yên không nhìn thấy người còn thế nào chiến đấu lăng y y thân là huyễn thuật đại tộc truyền nhân tự nhiên biết tất cả huyễn thuật cường hạng cùng nhược điểm thị giác huyễn thuật nói trắng ra là liền là thông qua con mắt thi triển nếu như đối thủ nhắm mắt như vậy thì có thể không nhìn đối phương huyễn thuật bất quá cứ như vậy Hà Yên chẳng phải là muốn mù đánh. Tô Bạch cái kia xuất quỷ nhập thần thuấn thân thuật còn không đùa chơi chết nàng. Hạ Tình Tuyết vừa muốn nói chuyện, trên lôi đài chiến đấu lại bắt đầu, nàng đành phải trước nhìn giao đấu. Chương 177, Tô Bạch chiến thuật. Đám người chỉ gặp Tô Bạch trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã tại Hạ Yên trước mắt, nắm đấm đối đầu của nàng đánh tới, tốc độ cực nhanh. Tô Bạch không có sử dụng huyễn thuật, bởi vì Hạ Yên nhắm mắt, Sa riêng Gan huyễn thuật không cách nào khống chế nàng. Ân vậy mà tùy tiện lóe lên công kích của ta. Nàng có thể nhìn thấy. Tô Bạch một quyền thất bại, Hạ Yên phản phất là mở to mắt, rất linh hoạt tránh né hắn thể thuật công kích. Tô Bạch không tin tà lần nữa vô hộp sau đột nhiên tỉnh ngộ. Chủ quan, Bi Ca Quan có thể xuyên thấu đối thủ thân thể, nhìn thấy trong cơ thể chạc ra lưu động. Như vậy tự nhiên cũng có thể xem thấu mí mắt của mình, nhắm mắt đối với nàng mà nói kỳ thật không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Muốn đến nơi này, hắn đột nhiên phát phát hiện mình cũng có năng lực như thế, chỉ bất quá một mực không có để ý qua thôi, Sharingan cũng là có thể nhìn thấy đối thủ trong cơ thể chakra lưu động. Hạ Yên từ từ nhắm hai mắt, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra chế dẻo, làm sao vậy, ngươi làm sao không công kích. Ở trong mắt nàng, vô lượng tô bạch tốc độ có bao nhanh đều chạy không khỏi con mắt của nàng, nàng đem tô bạch di động quỷ tích nhìn rõ ràng. Tô bạch nhớ mày, viễn thuật không thể dùng, thuấn thân thuật đánh lén lại sẽ bị Hạ Yên né tránh, như vậy thì chỉ có nhẫn thuật cùng thể thuật. Nhưng mà thể thuật hắn trực tiếp từ bỏ, cùng bi ca quan nhất tộc so đấu thể thuật cũng không phải cái lựa chọn tốt hắn bác môn độn giáp âm dương hachimon tôn cô bây giờ còn chưa được bi ca quan điểm huyệt phá hư kinh mạch năng lực phi thường khắc chế thể thuật ninja như vậy cũng chỉ có nhẫn thuật tô bạch chợt nhảy ra hai tay thành nhâm trạng ảnh phân thân thuật âm dương kết bung sinh no giấc xu phanh 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 bốn cái ảnh phân thân âm dương kết bung sinh đột nhiên xuất hiện tăng cường đem hạ yên vây quanh bắt đầu kết ấn mỗi một cái ảnh phân thân âm dương kết bung sinh vấn pháp cũng khác nhau thi triển xong nhẫn thuật sau liền biến mất. Hỏa động âm dương ca tân, hào hỏa diệt khước âm dương coca messis Phong động âm dương phu tôn, phong thiết chi thuật. Thủy động, thủy tiễn. Lôi động, địa tẩu. Thổ động, thổ long thương. Âm 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 âm. Năm tiếng nổ, câu bạch năm cái nhẫn thuật phong kính hạ yên tất cả có thế tránh né phương vị, quy lực to lớn đem hạ yên vị trí địa phương đánh cho vỡ nát, kích thích trận trận sương mù bụi đất hắn năm thuộc tính tổ hợp nhẫn thuật lần thứ nhất tại cửu châu học phủ trước mặt mọi người lộ mặt, lập tức liền đem tất cả mọi người chấn kinh. Ta dựa vào, tô bạch lại còn là năm thuộc tính ninh gia. Cái này, biến thái A, Hạ Yên học tỷ không có sao chứ. Thấy không rõ, Hạ Yên học tỷ vị trí địa phương đều bị sương mù bao phủ, nàng sẽ không bị tô bạch nhẫn thuật đánh chết đi. Hẳn là sẽ không, đây chính là Hạ Yên học tỷ A. Đám lão sinh chấn kinh, cắt cao nhìn chầm chầm lôi đài. Thường nhị vui vẻ lớn tiếng la lên, tình tuyết ngươi thấy được sao? khi dễ ngươi người bị tô bạch đánh chết đâu. Tình tuyết, ngươi. Nàng đột nhiên nhìn thấy hạ tình tuyết lắc đầu, không, hạ yên tỷ không có việc gì. Cái gì? Thường nhị kinh hải, đây chính là tô bạch năm thuộc tính tổ hợp nhẫn thuật, nàng không có bất kỳ cái gì mới có thể chạy trốn a. À. Hạ yên tỷ không có trốn, nàng. Hạ tình tuyết nói xong, ánh mắt nhìn về phía trên lôi đài tô bạch. Tô bạch vẻ mặt nghiêm túc, tinh hồng sa riêng găng đã sớm thấy rõ trong sương khói tình huống. Hồi thiên âm dương ha kết cai quả nhiên khó giải quyết, Thuấn phát quá vô địch, trừ phi dùng đại uy lực nhẫn thuật đánh nát phòng ngự của nó. Sương mù tán đi, Hạ Yên hoàn chỉnh không thiếu sót xuất hiện, y phục của nàng thậm chí đều không có hư hao. Ha ha, năm thuộc tính ninja quả thật có chút phiền phức, vậy mà buộc ta hao phí đại lượng chakra đến thi triển hồi thiên âm dương ha kaiten. Bất quá dạng này nhẫn thuật ngươi kia đáng thương chakra lượng lại có thể sử dụng mấy lần đâu. Hạ Yên từ từ nhắm hai mắt, bước chân ưu nhã đi đến Tô Bạch đối diện cách đó không xa, trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc, ta nói sớm ngươi cùng ta là địch không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tô Bạch không có trả lời, Hạ Yên quả thật có chút khó giải quyết. Thuấn thân thuật không thể kiến công, viễn thuật bị nàng nhắm mắt không nhìn, nhẫn thuật lại có hồi thiên âm dương ha kết sô cai ten phòng ngự, thể thuật vốn chính là Hạ Yên cường hạng. Những này đủ loại để trong lòng của hắn sinh ra không chỗ hạ thủ cảm giác. Hạ Yên từ từ nhắm hai mắt, hai tay kết ấn, dưới chân lập tức xuất hiện đại lượng chakra ba động. Thuấn thân thuật. Sư. Hạ Yên tốc độ rất kinh người, nàng thuấn thân thuật so tô bạch còn nhanh mấy phần đây là nàng tăng lớn cha ra chuyển vận kết quả tô bạch lập tức đổi sắc mặt đồng dạng dùng thuấn thân thuật tránh né hắn không thể để cho hạ yên cận thân một khi cận thân lâm vào hạ yên bác quái trưởng phạm vi công kích liền nguy hiểm sưu 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 tô bạch tránh hạ yên truy trong lúc nhất thời trên sân hai người cái bóng nhanh đến mơ hồ cái này khiến thực lực yếu học sinh căn bản thấy không rõ tô bạch một bên tránh né một bên suy tư đối sách Nàng thuấn thân thuật chỉ so với ta mạnh hơn tại Chakra chuyển vận bên trên, mà ta thuấn thân thuật lại cường tại không cần kết ấn bên trên, trong thời gian ngắn nàng mặc dù đuổi không kịp ta, nhưng ta cũng không làm gì được nàng. Bất quá Hạ Yên có được 790 thẻ Chakra, dông dài cuối cùng bại sẽ là ta, nhất định phải nghĩ biện pháp. Hạ Yên cùng Tô Bạch lúc này tựa như hai chiếc khác biệt ô tô, một cái là gia tốc sau tốc độ càng nhanh, một cái khác là không cần gia tốc, trực tiếp đạt đến đỉnh phong tốc độ, đều có sở trưởng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hạ Yên đuổi một hồi, lại chậm chạp đuổi không kịp Tô Bạch, cái này khiến nàng có chút tức giận, đây không phải kết quả nàng muốn. Đáng giận tiểu tử, tốc độ còn thật mau. Bất quá ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hạ Yên tốc độ dưới chân lại nhanh một điểm, buộc Tô Bạch cũng gia tăng chakra ra chuyển vận, đề cao tốc độ. Làm sao bây giờ? Tô Bạch trong lòng tỉnh táo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú để hắn cũng không có bối rối, nàng mặc dù là từ từ nhắm hai mắt, nhìn không rõ lắm cảnh vật chung quanh. 7 nhưng trong cơ thể ta chakra lại giống một chiếc trong đêm tối đèn sáng một mực đang chỉ dẫn nàng nói cho nàng vị trí của ta ân chakra có tô bạch đột nhiên nhãn tình sáng lên dưới chân tốc độ tăng tốc lập tức cùng hạ yên kéo dài khoảng cách phanh 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 tô bạch hai tay kết ấn bốn cái cảnh phân thân âm dương kết bung sinh xuất hiện mỗi cái cảnh phân thân âm dương kết bung sinh trong cơ thể chakra đều như thế nhiều ân hạ yên đột nhiên lập tức dừng lại không có tùy tiện tiến công nàng nhìn không ra cái nào là tô bạch bản thể. Năm cái tô bạch đồng thời nhếch miệng cười nói, Hạ Yên, ngươi làm sao không đuổi? Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Hạ Yên hừ lạnh, miệng bên trong trào phúng, bất quá nhưng không có trước tiên động thủ. Tô bạch năm thuộc tính nhẫn thuật cho nàng mang tới kinh ngạc không nhỏ, nàng biết tô bạch phục chế rất nhiều nhẫn thuật, bảo đảm không cho phép mình một khi lộ ra sơ hở liền sẽ bị hắn nắm lấy cơ hội. Gặp nàng bất động, năm cái tô bạch không có bút tích, cùng nhau phóng tới nàng. Hạ yên lập tức điều động toàn thân cha ra tùy thời chuẩn bị phát động hồi thiên âm dương Ha hacastso katen chỉ cần hắn cảnh phân thân âm dương kết buông sinh tiếp cận ta vậy ta liền có thể dùng hồi thiên âm dương Ha hacast katen liên quan tô bạch bản thể cùng một chỗ bắn bay hạ yên thầm nghĩ đến nàng năng lực thực chiến rất mạnh dù sao nàng đã trở thành ninja hơn 3 năm chương 178 không có phần thắng chút nào mắt thấy năm cái tô bạch liền muốn tiếp cận hạ yên lúc bọn hắn lại đột nhiên biến hướng lại một lần đem hạ yên vây quanh năm trong tay người đồng thời kết ấn xấu mão thân tư tư năm cái tô bạch trong tay cắt dơ một cái thiên điểu âm dương chidori không có động thủ hạ yên bị thiên điểu âm dương chidori sắc bén kia đặt tính kinh đến trong cơ thể chakra lập tức ngưng tụ liền chờ bột phát ra bên ngoài cơ thể hình thành hồi thiên âm dương haketsho kaiten tô bạch tốc độ không thể so với nàng chậm nàng biết chạy là vô dụng chỉ làm cho đối thủ lưu lại càng lớn sơ hở biện pháp duy nhất liền là đón đỡ hắn cùng chakra cùng ta trên lệch rất lớn ta hồi thiên âm dương haketsho kaiten phòng ngự tuyệt đối cường qua hắn thiên điệu âm dương chidori công kích coi như năm cái cùng tiến lên kết quả cũng giống vậy hạ yên thầm nghĩ đến chờ lấy năm cái tô bạch cùng một chỗ động thủ nhưng mà tô bạch cử động lại làm cho sắc mặt nàng khó coi nàng chỉ gặp bên trong một cái tô bạch dơ lên thiên điệu âm dương chidori vọt mạnh mà đến hạ yên lập tức hao phí đại lượng chakra đến thi triển hồi thiên âm dương haketsho kaiten tư từ tư từ. Thiên điểu âm dương Chidori cùng ảnh phân thân âm dương kết sinh cùng nhau biến mất, Hạ Yên hồi thiên âm dương Ha Kaiten chặn lại. Nhưng mà Hạ Yên vừa định triệt tiêu hồi thiên âm dương Ha Kaiten mức tiêu hao này to lớn nhẫn thuật lúc, Tô Bạch kế tiếp thiên điểu âm dương Chidori lại tới, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục duy trì. Tư tư Phanh. Lại một cái ảnh phân thân âm dương kết sinh biến mất, Hạ Yên lúc này đã ý thức được Tô Bạch chiến thuật hắn muốn muốn ép mình không ngừng thi triển hồi thiên âm dương ha kết cai đến tiêu hao sạch trong cơ thể chakra. Đáng giận. Hạ Yên phẫn nộ hô to, mặc dù tô bạch chakra lượng không bằng nàng, nhưng cả hai tiêu hao lại khác. Nếu như tô bạch tiêu hao là một, như vậy mình tiêu hao liền là hai, căn bản vốn không ngang nhau. Bất quá Hạ Yên coi như ý thức được cũng vô dụng, chạy lại không chạy nổi tô bạch, nàng chỉ có thể đón đỡ. Tư tư. Phanh. Tư tư. Liên tiếp bốn cái cảnh phân thân âm dương kết bung sinh, biến mất, Tô bạch bản thể lập tức tản mất trong tay thiên điểu âm dương Chidori, lại phân ra bốn cái ảnh phân thân âm dương Kekbunshin. Hô! Cũng không biết ta cùng nàng ai trước nhịn không được. Cô bạch trong mắt mang theo mỏi mệt, mặc dù chiến thuật thành công, nhưng mình Chakra dù sao quá ít, tiếp tục như vậy còn không biết có thể hay không hao tổn qua Hạ Yên. Nếu là ta thuấn thân thuật có thế nhanh hơn chút nữa liền tốt. Cô bạch lắc đầu, Hạ Yên hồi thiên âm dương Hakesho Kaiten không cần kết ấn, là trực tiếp từ huyệt đạo bên trong phun ra Chakra hình thành. Hắn thuấn thân thuộc mặc dù cũng không cần kết ấn, nhưng cuối cùng không phải thuấn di, tiếp cận Hạ Yên cũng là cần thời gian. Hiện tại Tô Bạch muốn đánh bại Hạ Yên cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là để nàng không kịp thi triển hồi thiên âm dương Hakesho Kaiten. Chiến đấu tiếp tục, Tô Bạch nhận chết cái này chiến thuật, từ trước đến nay Hạ Yên so đấu tiêu hao. Ngắn ngủi một hồi, trong cơ thể hai người chakra liền bị đại lượng tiêu hao, chỉ bất quá Hạ Yên tiêu hao chakra so Tô Bạch nhiều nhiều lắm. Đáng giận, Tô Bạch ngươi chỉ dám dạng này a, à, ngươi muốn còn là cái nam nhân liền đến cùng ta quan minh chính đại chiến đấu. Hạ Yên phẫn nộ, trong cơ thể nàng chát ra sắp không chịu được nữa. Câu Bạch cũng giống vậy, cũng sắp không chịu được nữa, hắn đã phân ra bốn lần ảnh phân thân âm dương kết buông sinh. Hạ Yên gấp, hắn gấp hơn, đánh đến bây giờ hắn mơ hồ phát phát hiện mình có thể muốn trước tiêu hao sạch chát ra. Nhưng mà đúng vào lúc này, dàn có chiến đấu đột nhiên sản sinh biến hóa. Hạ Yên thực sự nhịn không được, nàng chợt đem hồi thiên âm dương ha kết xô cai tên phạm vi chống đỡ vô cùng to lớn, đem không kịp tránh thoát tô bạch cùng à ảnh phân thân âm dương kết buông sinh bắn bay mấy chục mét tô bạch rơi xuống đất vội vàng đứng vững bất quá bốn cái ảnh phân thân âm dương kết buông sinh đã biến mất chỉ còn chính hắn ân hạ yên tại kết ấn chưa thấy qua chakra lưu động tô bạch con mắt lập tức sáng lên hắn lập tức bắt đầu phục chế hạ yên nhẫn thuật hắc ám hành chi thuật âm dương kokuagio no jetsu hắc ám hành chi thuật âm dương kokuagio no jetsu bá Tô Bạch trước mắt đột nhiên trở nên đen kịt một màu, lập tức đã mất đi hạ yên cái bóng. Bất quá hắn dù sao cũng là nhãn thuật huyết kế ninja, mặc dù bị A cấp huyễn thuật phong tỏa thị giác, nhưng ánh mắt của hắn thế nhưng là sa riêng găng, là chơi huyễn thuật cao thủ, lập tức liền tránh thoát đối phương huyễn thuật. Ha ha, Tô Bạch, ngươi cha ra đã không nhiều lắm, thắng là ta. Hạ yên yêu kiều cười, nàng đã nhìn ra thắng bại. A, có đúng không? Tô Bạch cũng cười, trước mắt hắn thổi qua một nhóm nhắc nhở. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ban thưởng đã cấp cho. Phục chế một ngàn loại nhẫn thuật nhiệm vụ rốt cục xong thành A, Tô Bạch trực tiếp tại thuấn thân thuật phía trên tăng thêm 4 giờ, cái khác điểm thuộc tính không có sử dụng. Mặc dù hắn hiện tại chakra còn thừa không có mấy, nhu cầu cấp bách dương thuộc tính thêm điểm đến gia tăng chakra, nhưng hắn nhìn được. Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra bản thân chakra lượng, nếu như trong nháy mắt không hiểu thấu gia tăng mấy chục thẻ, như vậy tuyệt đối sẽ bộc lộ ra đi, gây nên một chút thế lực lớn hiếu kỳ, tỉ như hồ điệp tổ chức, sau này khẳng định sẽ phiền phức không ngừng. Với lại, level 7 thuấn thân thuật đã đầy đủ đánh bại Hạ Yên, không cần thiết mạo hiểm. Thuấn thân thuật lên tới level 7 trong nháy mắt, Tô Bạch trong đầu nhiều một chút tin tức, tổng kết lại liền là thuấn thân thuật có thể tại cự ly ngắn bên trong làm đến thuấn di, trở thành đúng nghĩa thuấn thân. Tô Bạch hai tay kết ấn, thiên điểu âm dương Chidori trong nháy mắt xuất hiện trong tay, Hạ Yên lập tức điều động trong cơ thể cha ra, chuẩn bị tùy thời ứng đối. Làm sao, lại phải cố kỹ trọng thi A, Hạ Yên từ từ nhắm hai mắt cười nhạo, hồi thiên âm dương ha kết sô cai tên thế nhưng là thuấn phát nhẫn thuật, nàng căn bản không sợ tô bạch thuấn thân thuật. Tô bạch nhếch miệng cười một tiếng, hạ yên, ngươi thua. Bá. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất, lần này đừng nói hạ yên, liền ngay cả thực lực cường đại đặng dung đều không kịp phản ứng. Tư tư. Ách. Tô bạch bàn tay xuyên thấu hạ yên bả vai, ân máu đỏ tươi nhỏ trên mặt đất, để nàng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được sự thật này. Nhìn trên đài. Cái gì? Đây là thuấn di không gian nhẫn thuật. Đặng dung kinh hải trực tiếp đứng lên đến. Người khác thấy không rõ tô bạch di động quỷ tích còn tưởng rằng là bình thường thuấn thân thuật, chỉ là tốc độ quá nhanh mà thôi. Nhưng đặng dung thực lực cường đại, hắn thấy rất rõ ràng, cái kia tuyệt đối là thuấn di. Cái này cái này, tô bạch tiểu tử này thuấn thân thuật làm sao có thể làm đến điểm này, cái này. Trên lôi đài, hạ yên một đôi mắt đẹp không thể tin nhìn chầm chầm tô bạch, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh bại ta. Ta Bi cao quan có thể xem thấu nhẫn thuật của ngươi ta cho ra lượng so ngươi bàn đại còn nhiều gấp ba, ta ý thức chiến đấu cũng tại ngươi phía trên, thắng rõ ràng hẳn là ta, ngươi làm sao có thể. Không có không có khả năng. Tô Bạch đánh gãy Hạ Yên, tinh hồng sa riêng găng lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, nói ra một câu để Hạ Yên cả đời đều khó mà quên được lời nói. Cùng phục chế một ngàn loại nhẫn thuật ta là địch, ngươi không có phần thắng chút nào. PS, canh năm cảm tạ đám tiểu đồng bạn lễ vật cùng thúc canh, vẫn là chuyện xưa, tất cả tặng quà tiểu đồng bọn tiểu uông đều ghi tạc trong lòng. Tiểu ôn cho mọi người dập đầu cảm tạ, phanh phanh phanh. Chương 179, Thanh danh lan xa. Tu luyện tràn trên lôi đài, tô bạch ánh mắt băng lãnh, tay phải từ hạ yên trên vai thơm xuyên qua, từ sau lưng nàng lộ ra. Thiên điểu âm dương chi đo ri, cơ hồ là sát trái tim của nàng xuyên thấu, tới lạnh thấu tim. Nếu như tay của hắn lại chệch hướng 1-2 cm. Như vậy hạ yên coi như không chết cũng muốn lột da, tuyệt đối không khả năng giống như bây giờ không nhìn trên người mình thương thế, xa vào tại tô bạch câu nói sau cùng bên trong phục chế một ngàn loại nhẫn thuật. Hạ Yên thì thào nói nhỏ, ngực nàng thượng lưu ra đại lượng ân máu đỏ tươi, đưa nàng hơn nửa người đều nhuộm đỏ, bộ dáng cực thảm. Bất quá Hạ Yên lại không có để ý những này, phản phất thụ thương không phải nàng. Hạ Yên thân là U Thành Bi Ca Quan nhất tộc thiên tài, thân kinh bách chiến, điểm ấy thương thế còn không đến mức để nàng gánh không được. Lại thêm nàng vốn là đặc biệt thượng nhẫn ninh gia, dựa vào chính mình năng lực khôi phục cũng không bao lâu liền có thể khỏi hẳn, nàng căn bản vốn không để ý những thương thế này nàng để ý chính là mình thế mà bại bởi tô bạch, bại bởi một cái ngay cả tinh anh trung nhẫn đều không phải là người. Càng thêm để nàng cảm thấy đáng sợ là, đối thủ cũng là nhãn thuật huyết kế giới hạn âm dương két cai ghen cai, mình bi ca quan vậy mà không địch lại. Hạ Yên kinh ngạc nhìn trước mắt mình người đàn ông lạnh lùng này, nhất là hắn xa riêng găng, lúc này cái kia ba cặp câu ngọc lộ ra thần bí như vậy, để trong nội tâm nàng sinh ra một cổ cảm giác bất lực. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Ta bi ca quan không phải mạnh nhất nhãn thuật huyết kế A, vì cái gì ta sẽ bại bởi hắn? chẳng lẽ trong gia tộc lưu lại truyền thuyết là giả? Kỳ thật sa riêng găng mới là mạnh nhất nhãn thuật huyết kế giới hạn âm dương két cai ghen cai. Hạ yên tâm tình rất không bình tĩnh. Nàng phát phát hiện mình không chỉ là trên thực lực bại, liền ngay cả tín niệm trong lòng đều dao động. Nàng ngụm lớn thở dốc, kéo theo trước ngực cự vật trung lên một cái, kịch liệt tâm tình biến hóa để nàng toàn thân huyết dịch gia tốc, miệng vết thương tuôn ra máu tươi càng nhiều, mang trên mặt tuyệt vọng biểu lộ, nàng cái bộ dáng này để kháng đài đám lão sinh sinh lòng thương tiếc. 7. Hạ yên tại học phủ bên trong uy vọng cùng nhân khí cũng rất cao, bình thường một thiếu trợ giúp những này lão sinh, giờ phút này bọn hắn toàn đều đang cầu khẩn tô bạch. Tô bạch, nhanh rút ra tay của ngươi đi, đừng lại tổn thương Hạ yên học tỷ. Đúng vậy a, à, Hạ tình tuyết chỉ là kinh mạch bị đánh gãy, không cần mấy ngày liền có thể khôi phục, nhưng nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, Hạ yên học tỷ sẽ có nguy hiểm tính mạng đó a. À. Ta cầu van ngươi, buông tha Hạ yên học tỷ a. À. Ta là chữa bệnh ninh gia, ta nguyện ý cho Hạ tình tuyết trị liệu tô bạch ngươi mau buông ra hạ yên học tỷ a đám lão sinh mở miệng thanh âm của bọn hắn xuyên thấu qua thiết bị truyền đến trên sân hai người trong lỗ tai tô bạch nghe xong nhíu mày bất quá rất nhanh buông lỏng ra hắn rút ra tay phải vứt bỏ phía trên huyết kế phanh một cước đem hạ yên hung hăng đá bay mấy chục mét trùng điệp quẳng xuống đất nửa ngày không có bò lên tô bạch nhìn xem một bộ yếu đuối nữ hài bộ dáng hạ yên thanh âm lạnh lẽo tình tuyết là bạn gái của ta ngươi lần sau lại dám khi dễ nàng, thiên điểu âm dương chi đo ri, xuyên qua cũng không phải là bờ vai của ngươi, mà là trái tim. Mặc dù giờ phút này Hạ Yên dáng vẻ rất thảm, nhưng Hạ Tình Tuyết bị nàng dùng vào quyền đã kinh mạch toàn thân trải qua đoạn, cái này khiến Tô Bạch trong lòng y nguyên chưa hết giận, rất muốn giết rơi nàng. Bất quá Hạ Yên chung quy là Tình Tuyết tộc nhân, các nàng hai nhà có mâu thuẫn gì mình không biết. Với lại Tình Tuyết cũng không muốn để cho mình tổn thương Hạ Yên, cho nên hắn chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng, buông tha Hạ Yên. Hạ Yên đi, là bị người khiêng đi. Nàng cũng không phải là thương thế quá nặng tự mình đi không được, mà là trong lòng sinh ra bi ca quan không bằng sa riêng găng suy nghĩ, bi ca quan mạnh nhất tính niệm sụp đổ, bị mình nhốt ở nội tâm chỗ sâu nhất trong góc, căn bản không do ngoài ý muốn giới xảy ra chuyện gì. Hạ tình tuyết nhìn xem vô cùng đáng thương hạ yên, trên mặt hiện lên một vòng không đành lòng. Nàng tâm tình vào giờ khắc này rất phức tạp, một bên là đau lòng hạ yên, một bên lại vui vẻ tô bạch vì chính mình ra mặt, cảm thấy mình bị hạnh phúc bao vây chỉ mong hạ yên tỷ không muốn đi tiếng ngõ cục ảnh hưởng đến nàng trưởng thành hạ tình tuyết trong lòng yên lặng nghĩ đến làm tô bạch mang theo máu me đầm đìa tay phải đi trở về khán đài đám người lúc này mới ý thức được thực lực của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào trời ngay cả hạ yên học tỷ đều bại nói như vậy tô bạch đã là bài danh bản vị thứ ba một vị năm thứ ba đại học lão sinh sợ hãi tháng phục bài danh bản quy tắc rất đơn giản người có khả năng lên dông giả hạ chỉ cần ngươi có thể đánh bại đối phương liền có thể thu được hắn bài danh cùng tài nguyên Hạ Yên nguyên bản xếp ở vị trí thứ ba, Tô Bạch thì là thứ 21 vị, đây là hắn đánh bại Lăng Đăng về sau lấy được bài danh. Theo lý mà nói Tô Bạch là không có tư cách khiêu chiến Hạ Yên, nếu như hắn muốn khiêu chiến vị trí thứ 10 siêu cấp thiên tài trước hết muốn một mình đánh bại một đầu 3.000 thẻ tả hữu C cấp ma thú, dạng này mới có thể thu được khiêu chiến tư cách. Bất quá lần này khiêu chiến là Hạ Yên khởi xướng, Tô Bạch không cần bất luận cái gì tư cách, hắn chỉ cần dám tiếp nhận liền có thể. Hạ Yên trước kia bài danh phúc lợi là một ngày có thể thu hoạch được ba cái học phần ban thưởng, mà bây giờ đều là tô bạch, cái này khiến hắn rất hài lòng học phủ chế độ. Một ngày cái gì đều không cần làm liền có thể thu được ba cái học phần. Không sai, cái này sao ta tại đất chết khu xuất sinh nhập tử lừa nhiều nhiều lắm. Học phủ bên trong một viên C cấp gốc tri trái cây giá bán 30 học phần, có thể cho hắn âm dương thuộc tính gia tăng 300 điểm kinh nghiệm. Cứ tính toán như thế đến học phủ một ngày tương đương với cho hắn cống hiến 30 điểm kinh nghiệm, một tháng liền là 900 điểm, đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Mọi người thấy cho hạ tình tuyết trị liệu tô bạch, còn đang thì thầm nói chuyện, sợ hãi tháng phục thực lực của hắn. Ha ha, sa riêng găng. Tô Bạch ngươi rất không tệ. Lúc này, tất cả mọi người nghe được một giọng già nua vang lên, lập tức nhìn lại, bao quát Tô Bạch. Đám người chỉ gặp Đặng Dung đứng người lên, nhìn xem Tô Bạch thanh âm to nói, phục chế một ngàn loại nhẫn thuật. Cái này thật sự là một chuyện khó mà tin nổi. Tô Bạch, Dương Thành thành chủ văn bay tiểu gia hỏa kia bởi vì ngươi thuấn thân thuật độc đáo ban cho ngươi thuấn thân tên, ngươi cũng xác thực hoàn toàn xứng đáng, văn bay ánh mắt cũng rất tốt, mà ta tại nắm giữ nhẫn thuật nhiều nhất phương diện này cũng tán thành ngươi cho nên cũng dự định ban cho ngươi một cái danh hiệu gọi ngươi là gì tốt đâu đặng dung nói xong suy tư bắt đầu đám người nghe xong phó viện trưởng lại muốn tự mình ban cho tô bạch danh hào lập tức tựa như điên cuồng trong mắt ước ao ghen tị lập tức bạo phát danh hào là cái gì đó là mọi người đối cái nào đó ninja thực lực tán thành là một loại vô thượng vinh dự là rất nhiều ninja sống đến chết cũng không chiếm được đồ vật nhất là cường giả ban cho danh hào cái kia lại không người hoài nghi nó hàm kim lượng. Tỷ như bọn hắn trước mắt đặng Dung phó viện trưởng, vị này càng là cường giả bên trong cường giả. Lam Tinh bên trên thực lực không kém người đều biết đặng Dung là ai. Hắn nhưng là Cửu Châu Học phủ ba vị phó viện trưởng thứ nhất, chấp giáo học phủ mấy chục năm, dạy ra cường giả vô số kể siêu cấp cường giả a, đặng Dung địa vị nhưng so sánh mấy đại căn cứ thành phố thành chủ cao nhiều lắm. Cũng liền đặng Dung loại thực lực này mạnh, hy vọng cao người dám gọi đứng đầu một thành vì tiểu gia hỏa đổi những người khác dám sớm như vậy bị văn bay một bàn tay chụp chết. Nhưng Đặng Dung, chỉ sợ văn bay nghe xong không chỉ có không dám sinh khí, còn muốn cười gật đầu, thật sự là địa vị của hắn quá cao quá cao. Ách, phó viện trưởng còn nhận biết phụ thân ta. Văn viện viện mộng. Mình cái kia ngày bình thường quyền cao chức trọng, đi tới chỗ nào đều là bị người cẩn thận nịnh bợ đại nhân vật phụ thân thế mà được gọi là tiểu gia hỏa. Thường nhị một mặt hưng phấn, nhìn xem đặng dung phó viện trưởng mở thầm nghĩ, tô bạch, ngươi muốn phát đạt phó viện trưởng tự mình ban cho danh hào hàm kim lượng quá nặng đi a à. dương liễu cũng gật đầu trong mắt hâm mộ không che giấu chút nào đúng vậy a à, phó viện trưởng tự mình ban cho danh hào tuyệt đối là tất cả ninja đều tha thiết ước mơ đồ vật a à. lăng y y nhìn về phía tô bạch đôi mắt đẹp bên trong cũng lộ ra vẻ sùng bái không biết ngươi sẽ được cái gì danh hào tô bạch ngươi thật lợi hại nha các ngươi nói phó viện trưởng sẽ ban cho tô bạch cái gì danh hào đâu Trung hàng hỏi ta cảm thấy phó viện trưởng ban cho danh hào hẳn là sẽ từ tô bạch những thuật phía trên xuất phát qua Long nói, dù sao những thuật quá khó tu luyện, thượng nhẫn ninja gia cũng mới nắm giữ 20 cái, nhưng Tô Bạch lại nắm giữ đáng sợ một 000 loại A. Nhẫn thuật tiến sĩ. Đám người nghe xong lập tức gật đầu. Có đạo lý, rất chuẩn xác. Bất quá cái này chỉ là suy đoán của bọn hắn, cuối cùng Tô Bạch sẽ được cái gì danh hào còn muốn đặng dung nhìn phó viện trưởng. Mà mặc kệ là cái gì danh hào, Tô Bạch hôm nay đều phải nổi danh. Tất cả mọi người đều ngừng thở, khẩn trương thêm tò mò nhìn Đặng Dung, đang mong đợi hắn nghĩ danh hào đặng dung suy tư cả buổi sắc mặt thần sắc không ngừng biến hóa tự hồ tại xoắn suýt cuối cùng lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ ha ha người tuổi tác lớn đầu óc liền khó dùng ta lão gia hỏa này cũng nghĩ không ra cái gì quá êm tai danh hào cho nên dứt khoát trực tiếp ban cho ngươi sa riêng găng tên đi dù sao nhẫn thuật của ngươi đều là phục chế tới sa riêng găng tên sa riêng găng tô bạch đám người nghe xong đầu tiên là sững sờ sau đó liên tiếp gật đầu sa riêng găng có thể phục chế nhẫn thuật đây là mọi người đều biết phó viện trưởng đặt tên hào cũng coi như rất chuẩn xác tô bạch sa riêng găng không chỉ có lợi hại còn giống như là trước mắt lam tinh bên trên duy nhất một đôi hắn xác thực xứng đáng cái danh hiệu này nghĩ tới đây tất cả mọi người đều đúng lấy tô bạch ném đi ánh mắt hâm mộ bọn hắn biết từ hôm nay trở đi tô bạch muốn tại U thành thanh danh đại chấn thậm chí còn có người cho rằng cửu châu học phủ phó viện trưởng tự mình ban cho danh hào hàm kim lượng quá nặng đi chỉ sợ tô bạch sẽ thanh danh lan xa hắn cái này sa riêng găng đại danh truyền đến cái khác tam đại căn cứ thành phố đi chật chật ta thật hâm mộ a à. đúng vậy a à, phó viện trưởng tự mình cho tô bạch ban cho danh hào đây cũng quá ngưu bức ta tốt giống chưa nghe nói qua phó viện trưởng cho ai ban cho qua danh hào a à, tô bạch là cái thứ nhất a à. đương nhiên phó viện trưởng là thực lực gì thiên tài nhưng không vào được lão nhân gia ông ta phát nhãn a à. tô bạch lợi hại tuổi còn trẻ liền được hai cái danh hào còn đều là đại nhân vật ban cho thật là làm cho ta đố kỵ muốn chết a à. đám người hâm mộ ghen ghét hận không thể bây giờ bị Đặng Dung ban cho danh hào người là bọn hắn. Sa riêng găng tên. Tô Bạch Đặng Dung lời nói sau sửng sốt. Đây không phải thể điện ngoại hiệu A. Cái này thật đúng là đúng dịp A, mình cùng hắn đều là phục chế hơn ngàn nhẫn thuật, đều là được gọi là Sa riêng găng ninja. Chương 180, thời không ở giữa nhẫn thuật. Cửu châu học phủ phía tây 5km chỗ đất chết khu, một cái vóc người thẳng tắp thiếu niên đứng tại một gốc nói ít trăm thước cao đại thụ dưới, hai tay thành nhâm trạng. Phanh phanh phanh, một đại đoàn khói trắng xuất hiện, khói trắng tán đi sau lộ ra 15 cái ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, chính là Tô Bạch. Tô Bạch bản thể ngồi trên mặt đất, bắt đầu khôi phục chát ra. 15 cái ảnh phân thân âm dương kết bung sinh lập tức kết ấn, trên tay của mình xuất hiện một đoàn lôi quang, bắt đầu tu luyện thiên điểu âm dương chi đo ri. Tô Bạch nhìn xem ảnh phân thân âm dương kết bung sinh, nhóm tiến nhập trạng thái tu luyện, hài lòng gật đầu, bất quá hắn giống như lại nghĩ tới điều gì, lắc đầu cười một tiếng, bộ dáng có chút bất đắc dĩ thật không nghĩ tới phó viện trưởng một cái danh hiệu thế mà lại cho cuộc sống của ta mang đến như vậy lớn cải biến A, à, Tô Bạch thở dài. Ngay tại hôm qua bị Đặng Dung Bang cho Sarin găng tên về sau, hắn tên Tô Bạch không đến ngắn ngủi nửa ngày liền truyền thấp toàn bộ U Thành, cơ hội tất cả trung nhẫn trở lên cường giả đều biết cửu châu học phủ ra cái Sarin găng cường giả. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thế lực lớn mộ danh mà tới kéo lũng Tô Bạch, mỗi một cái ưng thuận thù lao đều rất kinh người. Nhất là qua Long gia tộc, hắn cùng Tô Bạch là đồng học, quan hệ cũng không tệ, càng là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đoạt tại thế lực khác phía trước cùng Tô Bạch gặp mặt một lần. Qua gia tại U Thành tính được là bài danh ba vị trí đầu gia tộc, gia tộc không chỉ có độc lướt qua sinh ý rộng lớn, trong tay càng là nắm giữ một cái thuộc về bọn hắn mình bí cảnh. Bí cảnh có thể sản xuất những thuật cùng gốc tri trái cây, giá trị không được đánh giá, qua gia nắm giữ là một cái dê cấp bí cảnh, cao cấp bí cảnh không có thế lực có thể nắm giữ, dù sao quá nguy hiểm. Mà qua gia phái ra là qua Long Nhị Gia Gia qua Hồng Phi, hắn là qua gia trưởng lão, người nói chuyện thứ nhất, đồng thời cũng là một tên thượng nhẫn ninja. Qua hồng phi chỉ có một nghĩa là cái kia chính là muốn Tô Bạch gia nhập gia tộc của bọn hắn, làm một tên khách khanh ninja. Thời điểm không hề làm gì, có việc cần muốn trợ giúp sẽ xét cùng hắn thương lượng, bình thường chỉ cần phủ lên bọn hắn qua gia danh tự là được rồi. Về phần phương diện thù lao qua gia thành ý rất đủ, là tất cả trước tới lôi kéo Tô Bạch gia tộc bên trong xuất thủ cực hào phóng thù lao là mỗi tháng cho hắn cung cấp 3 cái xe cấp cốt tri trái cây, đồng thời theo hắn thực lực tăng trưởng cái này thù lao cũng biết biến hóa. nói thật tô bạch lúc đương thời chút động tâm, cái gì đều không cần làm liền có thể không công thu hoạch được nhiều đồ như vậy, còn đều là trước mắt hắn cần nhất cốt tri trái cây, hắn thật nghĩ một lời đáp ứng đối phương đã có thành ý lại là qua long gia tộc, hắn cảm giác phải đáp ứng cũng chưa chắc không thể. bất quá tốt thì tốt, nhưng tô bạch vẫn lắc đầu cự tuyệt. hắn không chỉ có cự tuyệt qua gia còn đem tất cả đến đây lôi kéo mình thế lực lớn đều từ chối đi. Về phần nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là hắn lúc ấy nghe xong những này thế lực lớn để cho mình trên danh nghĩa yêu cầu về sau, trong lòng không hiểu thấu sinh ra một cổ kháng cự cảm giác, đánh trong lòng xem thường những gia tộc này, cho rằng bọn họ căn bản không xứng để cho mình trên danh nghĩa. Tô Bạch cũng không biết mình làm sao lại sinh ra loại này tự đại, cuồng ngạo, phách lối, xem thường kẻ yếu cảm xúc, loại tâm tình này phản phất một mực dấu ở hắn thực chất bên trong, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mặc dù trước tới lôi kéo hắn đều là thượng nhẫn ninh gia, nhưng Tô Bạch trong lòng vẫn như cũ cho rằng bọn họ là kẻ yếu, mình sớm tối muốn đem những người này hung hăng bỏ lại đằng sau. Loại này không hiểu thấu cảm xúc để hắn bắt đầu, mình trước kia cũng không phải cái dạng này. Có thể là theo chiến đấu tăng nhiều ta thực chất bên trong ẩn tàng chân chính tính cách bạo lộ ra đi. Tô Bạch nghĩ đến. Mặc dù loại tâm tình này không thật là tốt, nhưng hắn có thể khống chế, chỉ bất quá chỉ là trong lòng sẽ không tự chủ được nghĩ như vậy thôi, cũng không ảnh hưởng hắn xả giao năng lực. Tô Bạch lắc đầu đem trong đầu nghi hoặc vải ra, suy tư tới thực lực của mình biến hóa. Thuấn thân thuật lên tới level 7 sau trở thành thời không ở giữa nhẫn thuật, để cho ta có thể thuấn di, cái này đối với chiến đấu tăng lên quá lớn. Chỉ bất quá khoảng cách này rất ngắn, trước mắt chỉ có chừng 10 thước, với lại mỗi lần thuấn di ở giữa đều có dừng lại, để cho ta làm không được không hạn chế liên tiếp thuấn di. Tô Bạch đang luyện tập thiên điểu âm dương Chidori, trước đó trước tiên đem thuấn thân thuật năng lực thăm dò, mặc dù thuấn thân thuật tốc độ vẫn không có biến hóa, nhưng lại nhiều thuấn di năng lực, Thuấn Di có cỡ nào biến thái là cái ninja liền biết, Tô Bạch cũng không ngoại lệ. Hắn nghĩ tới, nếu như cùng Hạ Yên trước khi tỷ đấu mình liền ủng có năng lực như thế, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không cùng Hạ Yên khổ chiến, một cái Thuấn Di tăng thêm thiên điểu âm dương chi Chidori liền có thể giải quyết nàng. Tô Bạch thử mấy lần Thuấn Di, hắn phát hiện Thuấn Di tiêu hao phi thường nhỏ, có thể bỏ qua không tính, phi thường thực dụng. Chỉ bất quá khuyết điểm liền là không thể không hạn chế không gián đoạn một mực Thuấn Di, mỗi lần Thuấn Di ở giữa đều có ngắn ngủi một cái chớp mắt dừng lại, Mặc dù nhưng thời gian này rất ngắn, khả năng ngay cả một phần trăm giây đều không có. Nhưng nó dù sao cũng là tồn tại, cái này cũng liền dẫn đến cự ly xa đi đường thuấn di không bằng phổ thông thuấn thân thuật tốc độ nhanh. Lại có một chút liền là thuấn di khoảng cách rất ngắn, chỉ có chừng 10 thước. Tô Bạch tuyệt đối đối phó ninja có thể, phi thường thực dụng, có thể dùng để đối phó ma thú liền không quá được rồi. 7. Dù sao ma thú hình thể quá lớn, Mười mét đối với ma thú tới nói khả năng liền là vương ra móng vuốt như vậy điểm khoảng cách, tới gần quá sẽ vô cùng nguy hiểm. Mà nghĩ đến thời không ở giữa nhẫn thuật, Tô Bạch liền không thể không nhớ tới ngoại trừ ca mui bên ngoài một loại khác thời không ở giữa nhẫn thuật, phi lôi thần thuật âm dương hy rai. Trước mắt ta tại học phủ bên trong tra không được lam tin bên trên có xuất hiện qua phi lôi thần ghi chép, khả năng còn chưa có xuất hiện, cũng có thể là là xuất hiện nhưng còn không người có thể học biết cái này rất khó nắm giữ thời không ở giữa nhẫn thuật, nhưng bất kể nói thế nào phi lôi thần thuấn di nếu như án lấy nguyên tắc bên trong lý giải lời nói là không có cd phương diện này so với ta thuấn thân thuật dễ dùng bất quá phi lôi thần cần sớm tại thuấn di mục đích lưu lại mình chắc ra ấn ký cái này điểm của ta thuấn thân thuật muốn chiếm cứ ưu thế ta tại trong vòng 10 thước có thể tùy ý thuấn di không có hạn chế cả hai mặc dù đều là thuấn di nhưng năng lực khác biệt lẫn nhau có ưu khuyết không tốt so sánh tô bạch có chút nghĩ nghĩ cuối cùng đạt được một cái tự nhận là coi như công bằng cách nhìn mười bước bên trong thuấn thân thuật nhanh. Mười bước bên ngoài, phi lôi thần nhanh. Phi lôi thần. Thuấn di. Nó tại trong nguyên tắc đệ tứ trong tay phối hợp không ấn nhẫn thuật ra sen găng chấn nhiếp tứ đại nhẫn thôn, thành tựu ti chớp vàng tên. Vậy ta đồng dạng có thể thuấn di thuấn thân thuật không có lý do không thể đến loại trình độ này, chỉ cần ta có thể đem thiên điểu âm dương chi đo khai phát thành không ấn nhẫn thuật liền có thể. Tô Bạch trong mắt lóe lên một vòng chờ mong, này lại 15 cái ảnh phân thân âm dương kết buông sinh đã hao hết chakra trở về bản thể hắn, Trước mắt tung bay qua đại lượng nhắc nhở. Người lôi động thiên điểu âm dương chi đo ri, điểm kinh nghiệm thêm một. Người lôi thuộc tính điểm kinh nghiệm thêm một.